quá, bạn gái cảm thấy bị bỏ rơi. Đúng rồi. Tính đến thời điểm hiện tại là bé cũng có 5 năm rồi chị. Nói chung là đừng có nhiều chuyện. Đừng có nhiều chuyện là sao anh? Mời bạn nữ. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Em tên là Thảo Vi, em quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng mà hiện giờ đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng. Rồi, mời bạn trai. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Chào bạn bên kia. Em tên Tuấn, cũng là nhân viên văn phòng. Dạ, em 32 tuổi. Quê ở đâu em? Dạ, quê em ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Tân chị. Bạn trai đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua 3 mối tình rồi. 3 mối tình luôn. Giống nhau vậy. Sau 3 mối tình đó chúng ta thấy rằng tại sao phải chia tay? Nói chung là cũng do em mê với công nghệ quá. Em không có thời gian nhiều cho bạn gái. Rồi bạn gái cảm thấy bị bỏ rơi. Đúng rồi. Vậy bây giờ mình có rút kinh nghiệm gì chưa? Nếu như bây giờ mà hai bạn hẹn hò thì bạn định sắp xếp thời gian cho người yêu mình như thế nào? Dạ, nếu mà hẹn hò thì em sẽ dành nhiều thời gian hơn để rút kinh nghiệm những cái lần trước. Bao nhiêu phần trăm cho công nghệ, bao nhiêu phần trăm cho người yêu? Dạ thì chắc bây giờ cũng cần tìm vợ chắc phải 70% cho bạn, còn 30% thì không nghĩ. Vậy được không em? Dạ cũng được đó chị. Chứ nó hứa mà làm không được cũng vậy ha. Dạ, vì đam mê quá không mất nhiều. Dạ nói 100% là xạo. Đúng vậy. Rồi. Dạ. Mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Vui tính, hài hước, trưởng thành, là một người trách nhiệm. Điểm nào em không thích ở người bạn trai? Bụng bự chị. Bụng bự có không? Không có bụng bự. Dạ như vậy là được rồi, tại vì em thích. Em thích bạn trai thích tập thể dục thể thao này kia. Tướng này cũng được. Rồi, có nhiều cô lại khoái có bụng bự đang ôm. Em chơi yoga. À vậy hả, chơi yoga. Vậy cũng được, đi tập chung cũng được. Được. Tôi nghe bụng bự là tôi thấy mệt rồi đó. Tưởng đâu với thứ hai chứ tôi mệt lắm rồi đó. Rồi tóc tai. Không có tiêu chuẩn gì chị. Em thích một trai cao khoảng trên 1m7. Cao thôi, tóc tai mặt mũi không quan trọng. Nhìn thiện cảm là được rồi chị. Bên đây Tuấn Tú khôi ngô lắm mà. Bạn trai, mẫu người bạn gái của em như thế nào? Nói chung là đừng có nhiều chuyện. Đừng có nhiều chuyện là sao anh? Ý là thí dụ như là trong gia đình có việc thì đi kể người này người kia. Nhiều chuyện đó. Có điều nào không thích ở người bạn gái nữa không? Không thích xăm mình. Em không có xăm chị. Không có phải không? Được, tốt. Em muốn người bạn gái cao bao nhiêu? Mặt mũi như thế nào? Cũng cao ráo, đừng có thấp quá, ốm quá, đừng có cao quá, đừng có mập quá. Thôi khó vậy. Chị nói vậy nó khó, dễ sợ luôn. Nói vậy chung đó. Chung không à? Hình tượng giống ai không? Dạ hình tượng thì chắc giống ca sĩ Thanh Thảo. Thanh Thảo hả? Dạ. Trời, khôi ngô tướng tú đó nhu. Được ha. Thông minh. Thông minh. Ừ. Thường hai cái vế hay đi kèm lắm mà sao bữa nay cô này cô không có đi kèm vậy ta? Đúng gọn, đúng gọn. Trời ơi, tôi tập thể thao mà. Ủa anh làm nghề gì? Dạ em làm kỹ thuật cho công ty phân phối sản phẩm công nghệ thông tin. Làm sao tưởng đi làm nông xong muốn tay đen thù lùi thù lũi vậy? Trời ơi. Kiểm tra gì? Hả? Đang ngồi người ta lấy nè, con chip mà ra người ta cậy. Con chip gì? Ấy phần sau giờ làm thì em làm cơ khí. Những cái máy móc ví dụ như là máy tiện, máy khoan, máy bào gì đó thì em sửa chữa. Sao lông tai quá trời vậy? Trời em đóng cửa quá hả? Bà mối rồi bơ. Muốn lấy vợ chưa? Dạ muốn chị. Lấy vợ về mình lập nghiệp và mình sống ở đâu? Dạ thì sống ở nhà ba mẹ em hoặc là gần đó cũng được. Mình đã chuẩn bị tinh thần là bao giờ đám cưới? Dạ thì em cũng có để được khoản tiền cũng nhỏ nhỏ, chắc cũng đủ để đám cưới. Nhỏ nhỏ. Nhưng mà tìm hiểu bao lâu rồi mới đám cưới á? Dạ khoảng 6 tháng, 1 năm. Trời ơi, tôi nghi ông này chắc ông ở dơ hay sao nè. Không phải, người ta xuống cái nghề người ta như vậy. Sập sập. Không phải. Cơ khí nó hay bám này kia vô tai đó. Bám thì bám vô tai, sao mắt ổng có ghèn nữa. Thôi tôi về đây. Sao chị? Là mối mà có để ý mắt ghèn, tai đeo nữa. Mặt hay sao mà ta chuẩn bị không kịp, nãy ta vừa mới tan ca ta chạy qua đây. Đúng không em? Dạ. Thì tôi qua tôi coi đàn gái sao bỏ chơi đàn trai quá vậy. Bà mối thì thiệt tình. Chào em gái. Anh này dễ thương lắm. Dễ thương sao chị Tường chê dữ vậy? Chị chê mấy cái dòng ngoài ngoài thôi. Quan trọng là tâm hồn, quan trọng là con người, quan trọng là cái lòng chung thủy. Chị chỉ nói dơ phải thôi. Không anh? Phải. Anh hỏi bạn coi có chung thủy không anh? Có. Đâu. Anh nhìn thấy ảnh anh thấy cảm giác con người thì cũng an toàn lắm. Dạ. Ha? Em tin tưởng anh Nguyễn Linh. Tin anh đi, anh nói không có sai đâu. Dạ. Với kinh nghiệm chiến trường của anh thì anh cũng nhìn cũng được lắm. Mặt có bao lúng đồng tiền đẹp trai lắm. Còn mấy cái người mà người ta hả gọi là gì?
lúc nào cũng tóc tai chảy mượt rồi sạch sẽ rồi tươm tất lúc nào tóc đâu chảy mượt hả? Có mượt à, nói chung là được đó em. Em tin tưởng anh. Tin tưởng anh đi, đừng có lo chuyện đó, bỏ qua bên. Dạ. Quan trọng là cách sống thôi. Dạ. Ha, có yêu em hay không thôi. Dạ vâng. Em không thích gì ở người đàn ông? Uống rượu. Có uống rượu hơn không trai? Dạ không, em uống bia. Bia nhẹ hơn uống rượu. Uống xã giao thì được anh, à, không hút thuốc nha. Hút thuốc thôi không trai? Gia đình em không ai hút thuốc á. Dạ. Chỉ của mình em hả? Hút. Em không hút thuốc. Ừ vậy được chứ nói câu sao nó mệt lắm á. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Ngoại hình như vậy là được rồi. Vậy là nãy giờ đáp ứng 70-80% của em rồi. Dạ. Còn cái móng tay cái gì, chuyện người ta làm ăn mà. Anh mới tan ca. Cảm ơn anh. Dạ. Yên tâm. Trai tôi ngon lắm mà đừng có giỡn nha. Nay em có đi với ai không, người thân không? Dạ em đi với lại cô Dượng em. Dạ chào cô, chào Dượng. Dượng thấy tình hình đàn trai sao Dượng? Dạ xin chào MC Quyền Linh và MC Cát Tường. Dạ. Cùng các bạn ở thính phòng. Trước hết thì tôi xin nói là Châu Huy là một người chân thật và tính tự lập rất là cao. Còn riêng về bạn trai bên này thì không biết là gia đình bạn có đông không vậy? Dạ nhà em có 4 người, ba mẹ và con với lại em con hết rồi. À vậy hả. Nhìn bạn trai bên này thì trưởng chàng đó, rất là nhiều. Nếu mà đến được thì cũng tốt, mà không đến được thì cũng tốt. Không đến được không được tốt chứ. Rồi sự nhân duyên của hai bạn thôi. Thì tôi cũng có lời muốn nói là như vậy. Nhưng mà theo Dượng á là thấy được không? Nếu mà nhìn một cách khách quan á thì một người đàn ông như thế là đã trưởng chạc và đã có thể nắm vững được cái chuyện mà hôn nhân và gia đình rồi. Rồi cảm ơn Dượng, nhiêu đó đủ rồi đó. Dạ. Bạn trai đi với ai em? Dạ em đi với lại em. Em gái hả? Dạ. Rồi mời em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường với lại quý khán giả. Dạ em là Chi, là em họ của anh Tuấn. Chị ở bên này thì chị Vi rất là nữ tính, nhìn rất là hiền. À, thích tập thể thao rồi rất là giống anh Tuấn rồi. À, anh Tuấn rất là đam mê thể thao, với lại là ảnh là một người cực kỳ khéo léo chị. Công việc trong nhà là việc gì anh cũng có thể làm được, không cần phải thuê thợ ngoài luôn chị. Tại vì tính ảnh hơi nhút nhát một chút xíu nên là để lâu tới giờ thôi, chứ là ảnh rất là một người tốt tính. Cảm ơn em. Dạ chị bên này thì em thấy là cũng rất là xinh, hiền thì mời chắc là cũng hợp với anh ạ. Rồi cảm ơn em. Gia đình giờ có vẻ ủng hộ quá ha. Yeah. Rồi bây giờ Quyền quyết định là hai bạn sẽ gặp mặt nha. Chúng ta kéo mặt lên sự. À, anh có món quà tặng. Cảm ơn anh, em có cuốn sách tặng anh. Dạ, cảm ơn. Sách gì em? Good luck. Good luck là gì? Chúc may mắn. À, đúng đúng. Em hiện giờ là tập thể thao là buổi tối hả? Có thời gian rảnh thì em thích cuối tuần đi bộ. Hồi lúc trước em cũng có tập yoga. À. Nhưng mà sau này thì em có bỏ, chưa có thời gian tập lại. Anh thì anh chỉ tập yoga thôi hả? Anh tập taekwondo buổi tối, yoga thì buổi trưa ở công ty. Vậy là có thể chỉ em tập võ được rồi đúng không? Anh quan niệm như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Hôn nhân thì mình phải biết lắng nghe và chia sẻ. Kinh tế phải vững chắc thì hôn nhân mới bền vững được. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ như vậy. Em thích đi chơi vào cuối tuần thì em thích thường là nếu mà hẹn hò thì em sẽ đi đâu? Thường thì em thích đi nhà sách, có các quán cà phê sách á. Mình mua sách rồi mình vô trong đó mình uống cà phê, nói chuyện thì kia. Em cũng thích đi du lịch nữa. Anh có thích đi du lịch không? Có, nhưng mà anh thích thì không thích đi theo tour mà thích đi dạng đi mình tự tổ chức đúng không? Bạn bè tổ chức một đám rồi đi thôi chứ không có đi theo tour thì bị gò bó thời gian lắm. Đúng rồi, em cũng thích dạng đi phượt rồi, em thích đi du lịch nước ngoài. À. Anh thì chưa đi nước ngoài bao giờ. À, vậy. Vậy thì nếu mà có dịp thì mình đi du lịch chung. Ok. Quan niệm về con cái thế nào, con trai con gái gì đó? Anh thì anh thích chắc 4 đứa. Trời đất ơi. 4 đứa là hơi nhiều anh. Không thích nhiều cho nó vui. Như ba anh hồi trước đẻ anh với lại em anh mà cách nhau tới 9 tuổi á, nên bây giờ mà anh làm việc nhà là không phải phụ mình anh làm. Em cũng vậy, em trai em là cách em 12 tuổi, đúng một con giáp luôn. À. Em cũng thích con đông nhưng mà mình phải kinh tế phải vững thì mình mới chăm sóc được cho con mình đầy đủ. Ừ. Dạ. Quan trọng đẻ nổi không chứ bươn. Anh có về Vũng Tàu chơi như thế nào chứ? Đi Vũng Tàu thì anh thường hay đi với đám bạn. Thì nếu mà có dịp thì em mời anh về Vũng Tàu chơi. Dạ, anh cảm ơn. Khoảng bao lâu mình kết hôn được?
Thì giống như anh chia sẻ thì anh nói 6 tháng đến 1 năm thì em nghĩ cũng phù hợp. Quan trọng là mình cảm thấy hợp với nhau thôi. Dạ, em nghĩ tụi mình cũng lớn rồi nên cũng việc nãy đó giờ ai cũng nhanh. Nói về cái chuyện kinh tế đó, thì mình định là phát triển kinh tế mình như thế nào, mình có kế hoạch gì cho tương lai để mà ổn định cái kinh tế hơn, để mà đẻ bốn đứa không? Yeah. Nếu mà sau này có vợ rồi thì em chắc không đi làm văn phòng nữa, mà em sẽ mở cái tiệm cơ khí. Em sẽ bán những cái đồ cơ khí như là máy móc đồ đó, tại vì em đam mê nó lắm. Hồi nhỏ mà mẹ mua đồ chơi là em đập, em mở cho em coi trong có gì. Dạ, như vậy thì cũng được. Thì nếu mà chồng mở tiệm này kia thì mình có thể về mình phụ. Dạ. Bây giờ bạn nhìn nhau khoảng 30 giây cảm nhận và chúng ta nói hết những cái suy nghĩ của mình và những cảm nhận của mình nha. À, em trong cuốn sách em có cái bài thơ á. Anh có thể đọc lên. Em xin phép đọc bài thơ được không? Đọc đi em. Lần đầu gặp mặt đã xuyến sao, đêm về thao thức dạ nao nao. Hỏi có phải chăng là duyên nợ, mới gặp như quen tự thuở nào. Nhưng mà cái bài thơ đó em có thể viết trước khi em gặp anh này. Ví dụ gặp một người không xuyến sao thì cái bài cũng thuộc về người đó à. Vấn đề anh muốn trong lòng em đang suy nghĩ điều gì, cảm nhận thật dạ. của mình với con người thật. Đúng này. Rồi à, em nghĩ thật sự lên đây cũng là một cái duyên, không phải là dễ dàng để lên được chương trình này. Thì mình cứ cho nhau cơ hội để trước hết là mình là bạn nhau đã, hợp với nhau thì mình tiến tới. Bạn trai, trái tim của bạn hiện nay như thế nào, có thể chia sẻ cô gái ấy? Dạ, trái tim em hiện giờ cũng loạn nhịp lắm. Hãy nói điều gì đó với bạn gái đi em, những cái gì thật nhất mà chúng ta đang suy nghĩ. Dạ anh thích em. Hay, một câu rất gọn. Đặt tay vào nút bấm đi bạn. Anh thích em rồi đó. Anh ấy là một chàng trai tốt. Dạ. Em tin anh đi. Dạ. Hãy suy nghĩ thật kỹ. Hơi ít tóc chút xíu chứ. Điều đó không quan trọng đâu anh. Hơi ít tóc chút xíu chứ. Thông minh lắm á. Dạ. Mấy người hói thông minh lắm á. Anh cũng vậy á. Chúng ta bắt đầu đến với giây phút rất là quan trọng nha các bạn. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Một. Hai. Ba. Chúc mừng. Bây giờ chính thức các bạn đã đồng ý hẹn hò với nhau. Nào, nắm chặt tay nhau. Thủ tục của chương trình. Đẹp trai lắm nha, đừng có giỡn nha. Nãy tôi dìm hàng chơi cho vui thôi. Đây là những chiếc vé xem phim của cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Dạ, em cảm ơn. Đây phần quà dành cho hai bạn là bộ mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu Hàn Quốc với thương hiệu Skin Azek. Rồi, hãy đi đến một kết quả tốt đẹp các bạn nha. Dẫn bạn ấy đi xem phim, đi đọc sách và trò chuyện. Em ở Bình Dương là ở chỗ nào em? Em ở Tân Uyên. Hơi gì? À, cũng gần á. Cũng gần. Vậy đi. Hay chắc nó khác. Còn đây nó sao nó biết đơ. Hai bạn này cũng rất là chững chạc trong suy nghĩ rồi. Hy vọng rằng với thời gian các bạn tìm hiểu sẽ khá nhanh để có đi đến hôn nhân. Có một chút nợ nhau để đến hôn nhân. Đây là duyên rồi, còn cái nợ nữa các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Mời bạn giới thiệu về mình. Đầu tiên em xin chào Quyền Linh, chào chị Cát Tường, bạn sao bước rèm và khán giả đang xem chương trình muốn hẹn hò. Em tên là Phan Trường Vân, hôm nay em 27 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bảo trì cho một công ty bất động sản ở quận Nhất. Bảo trì về cái gì bạn? Về tất cả các thiết bị luôn anh, tức là hư cái nào em báo em sửa. Kỹ thuật đó hả? Máy lạnh, máy quạt này kia đó hả? Dạ không, em không có sửa, em chỉ kiểm tra thôi, xong rồi cho người ngoài đi sửa. Quê em ở đâu Vân? Dạ quê em ở thành phố Hồ Chí Minh chị Tường. À rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên là Dương Thị Nhung, năm nay 27 tuổi. Quê em ở An Giang, hiện tại em sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Em làm nhân viên văn phòng. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là bơi lội, tính tình vui vẻ, hòa đồng, em biết hát. Em hát thể loại nhạc gì? Dạ em hát thể loại nhạc buồn, buồn. Tăng cổ cái lương. Quất câu cái lương luôn đi em. Em có thể đứng lên. Đứng lên, đứng lên. Thoải mái.
sâu đêm nay và ngàn đêm nữa sau em vẫn yêu yêu mãi một mình anh. Dù chia lìa tình đôi phương cách ngăn, ngủ đi anh một giấc mơ thần tiên. Ngủ đi anh một giấc ngủ thần tiên trên trăm miền hoa cỏ. Rồi rừng sáng ngày mai mình chia tay vĩnh viễn, người ở đầu sông kẻ cuối chân trời. Mộng mị đi nơi gọi xa đến trọn đời, từng giọt sương buồn gieo nặng hạt đêm cô liêu phủ lạnh mái chùa hoang. Chỉ còn vài giây phút nữa mình sẽ xa nhau, như mùa thu chết dần trên sắc lá, làm não nùng trơ trọi mấy cành khô. Và kỷ niệm ngày xưa còn là giấc mộng dài. Bạn trai, cảm nhận như thế nào em? Buồn muốn chết luôn. Ngủ chưa? Quen nhau gì đâu mà xa cách rồi chia lìa tùm lum hết trơn. Rồi còn gì nữa không em? Khuyết điểm của em là hơi nóng tính, nhưng mà em có thể là kiềm chế được cái tính nóng của mình. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì nè? Ưu điểm của em cũng biết bơi nữa. Bơi luôn hả? Không lẽ gì cho hai bạn biết bơi trên cạn? Hát luôn. Rồi hai bạn gặp nhau sẽ thể hiện tài năng cho coi luôn. Khuyết điểm của em chắc em nhỏ nhắn, em hơi thẳng thắn. Ừ. Không có lăng nhăng. Được. Tốt. Tình trường. À, tình trường em được một mối tình này chị Tường. Bao lâu rồi em? À, cách đây khoảng 5 năm. Quen cũng được 1 năm. Lý do tại sao chia tay bạn? Bạn nữ tìm được người khá hơn. Tài chính khá hơn đó chị. À, rồi tại sao 5 năm vừa qua mình cũng không tìm được người nào khác? Do cũng lười yêu quá. Sau khi chia tay rồi cũng không muốn quen ai. Anh ơi, lỡ anh lười yêu như vậy rồi, nếu mà gặp em rồi anh như thế nào anh? À, bây giờ thì hết lười yêu rồi nên mới lên chương trình chứ. Là coi như suốt 5 năm, suốt 5 năm là không có để ý ai, không quen ai hết trơn hả em? Có, không để ý, nhưng mà chỉ lâu thì như Noel á thì đi ra ngoài đường thì gặp thấy mấy cặp nam nữ nắm tay nhau, ôm tay này kia nọ đó. Ờ, ôm tay này kia. Thì cũng nao nao trong lòng lắm. Thì đặt Noel năm rồi thì em cũng ra công viên chỗ em á, em buồn buồn hay thường ra công viên lắm anh. Thì em ra công viên á thì cũng đi dạo dạo rồi đó, nhìn xem cô nào hay ngồi mình đó, mình lại tán. Cũng tán đó. Mà bữa đó thì đi vòng vòng thì không thấy ai hết. Bữa đó mình quen mà riêng mình buồn, mình ngồi góc. Cái hồi tự nhiên ở phía xa xa thì có một cô gái cũng dễ thương lắm, tóc ngắn này kia, nhìn da trắng mà dắt theo con chó nè anh, con đuôi quốc. Dễ thương lắm. Thì em đang ngồi em để ý người đó, em ngồi thời gian sau thì cô gái mới tự nhiên lại bước lại chỗ em. Thì lúc đó thì em mới là mừng lắm, tự nhiên sao mình chưa đi tán luôn, mình tự nhiên người ta không lẽ lại tán mình. Em cũng mừng lắm, em cũng ngồi hồi hộp chẳng như là mắc cỡ anh. Em ngồi gục xuống xíu thì cô gái mới lại gần á, rồi mới nói với em là nhỏ nhẹ lắm, nói nhỏ nhẹ với em là anh ơi, anh cho em xin miếng lửa. Cũng được hay lắm nè. Trời ơi, anh cũng bị một lần á, cũng cô gái dắt con chó lại cũng đẹp đẹp vậy đó, anh ngồi thấy cổ tới trời, Quyền Linh anh thấy cô khoái, tưởng cô xin chữ ký gì hay làm gì, nó giờ chào em, nó nói anh em ơi đứng cho con chó em nằm chút xíu vậy thôi đó. Rồi, bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ, em trải qua 2 mối tình chị. 2 mối tình, hơn bên kia một mối ha. Mối tình sau cùng này là bạn chia tay bao lâu rồi? Dạ là hơn 1 năm. Em thì làm việc ở Bình Dương, còn người đó thì làm việc ở Long Xuyên. Cho nên đôi khi công việc của em ngày trước thì em hay tăng ca về muộn. Còn anh đó thì lúc nào anh cũng gọi điện, nếu như mà gọi điện thì bắt buộc là em phải nghe máy liền. Còn công việc của em là hơi bận, cho nên đó là em đâu có thể lúc nào là mỗi lần anh gọi là em không phải bắt máy mà cũng có thể là trả lời đâu. Anh ghen quá rồi. Nhưng mà bây giờ anh chuyện mới, anh bên này với em là cũng người ở Bình Dương, người ở thành phố nè. Và em hỏi ảnh đi coi là anh có ghen không, hay là bây giờ hẹn hò nhau làm sao, nói trước luôn đi. Anh ơi cho em hỏi xíu, qua cuộc gặp gỡ hôm nay thì
em với anh ấy cho nhau cơ hội thì nếu như mà có tìm hiểu thì cái tìm hiểu là chúng ta sẽ gặp mặt như thế nào anh? Hồi nãy em nói em ở Bình Dương là ở chỗ nào em? Em ở Tân Uyên. Hơi gì? À, cũng gần đó. Cũng gần. Vậy đi. Anh thì anh làm suốt thứ hai tới thứ sáu, chỉ có thứ thứ bảy thì được nghỉ nửa buổi chủ nhật. Nếu mà quen nhau thì chắc anh dành cho em được 4 ngày chủ nhật. Cuối tuần anh chạy xuống em. Dạ vậy cũng được, tại vì một tuần ấy em làm từ thứ hai cho đến thứ bảy rồi, chỉ có chủ nhật đó là em không có đi làm thôi. Vậy được chưa em? Dạ được anh. Được rồi đó, vậy là hẹn hò nhau chủ nhật không ha. Anh ơi cho em hỏi xíu, anh đó là chiều cao anh bao nhiêu anh? Thôi im re luôn rồi. Anh tại anh cũng không được cao lắm. Em đừng có gọi là bi quan về cái chiều cao của mình. Mình không cao như người khác phải ngước nhìn. Bởi luôn luôn mình đứng ở trên thang, đừng có lo chuyện đó. Rồi bây giờ nè, em gái em muốn tìm một nửa yêu thương của mình, nói coi có giống bên đây không? Em muốn tìm một bạn nam á là chiều cao 1m65, tại vì em không được cao lắm. 56 được không? Ăn thua thang thế nào thôi. Cũng được, nếu như mà anh nói cao hơn em. Rồi, gì nữa? Biết đối nhân xử thế, đặc biệt đó là không được nói dối. Anh không biết nói dối lắm em. Nếu anh nói dối là hỏi nãy hỏi cao nhiêu, anh nói anh cao 1m7 rồi. Anh ngồi im lặng không trả lời là biết tao không nói dối rồi. Phải biết lắng nghe và chia sẻ. Anh không thích cái gì ở điểm ở em á thì anh cũng nên nói gõ ra chứ đừng có mà để trong lòng. Cái đó không em yên tâm đi, tại anh mát tính lắm. Ví dụ mà giục gì á thì cãi lộn hay gì đó thì anh im đi chỗ khác thôi. Chứ anh không ơi anh có vũ phu không anh? Không có em ơi. Ta đi gây lộn đi chỗ khác không rồi có vũ phu. Có hơi vũ nữ chứ không? Còn gì nữa không em gái? Dạ, thôi vậy nói đại thần tượng giống ai đi coi cho nó dễ. Dạ thần tượng là giống ba em á. Ba sao hình dung được? Tại ba em á là hiền. Tại vì ba em á là nghề làm nghề thầy thuốc nữa. Nói chung là muốn người đàn ông hiền thôi phải không? Rồi còn mọi thứ sao cũng được đúng không? Rồi yêu cầu của bạn trai muốn người bạn gái như thế nào? Hiếu thảo thôi, biết quan tâm gia đình thôi. Rồi. Là người phụ nữ gia đình. Còn vẻ bên ngoài thì không có quan trọng. Rồi tính cách em có cái điều gì không thích ở người bạn gái không? Tính cách thì em thích người con gái trang điểm lè lẹt quá thôi. Nhiều trang điểm thì được nhưng ít thôi. Trang điểm gì được không? Thở gì được không? Cái này chắc em bỏ chạy. Không. Làm gì mà bỏ chạy? Thì tại em không thích người phụ nữ mà trang điểm nhiều quá. Chẳng như chị dặm sơ sơ thôi, đừng có kẻ mắt này kia nhiều quá. Đừng có. Nó sở thích người ta mà. Anh ơi biết gì lúc nãy em kêu cái anh trang điểm để mặt mộc lên để gặp anh. Anh thích hơn nữa. Dù mặt mộc cỡ nào, ví dụ xấu hơn hay là gì còn thích hơn. Thiệt không? Thiệt. Xấu cũng chịu phải không? Dạ thiệt. Chứ mình có đẹp đâu mà đòi cho đẹp. Trời ơi, không đẹp mà người ta có duyên. Làm gì cái móng tay út để nhìn ngoằng gì? Móc cái gì? Móc mấy cái bo á chị. Bo gì? Mấy cái bo điện thoại với mấy cái đồng hồ á, hay sửa cái đồng hồ á. Ở nhà khuya hay thức lấy đồng hồ ra sửa. Cao mét nhiêu? Bỏ qua được rồi. Bỏ qua sao được, bỏ qua. Có cây thang là cái nào cũng được chứ. Không có tự tin lên. Mốt cách hai nó đại đi. Dạ 50. Đừng nói thách nha, bên đây không thích lừa dối. 7. Năm mấy? 57. Được rồi. Hơn phân. Có tật xấu gì nãy giờ chưa khai không? Đâu đâu có thuốc rồi. Có nhậu nhẹt gì không? Không nhậu, không nhậu. Bởi vì người ta thấy hút thuốc người ta mới tới mượn cái hộp quẹt đó. Mà mỗi mà khai thác sâu quá ha. Sâu chứ. Trời vô chê bà mối rồi. Em chờ anh qua coi. Chào con gái. Dạ chào anh. Dễ thương à. Bây giờ ở chung với cha mẹ được không? Dạ được. Làm dâu được không? Em nghĩ là chắc cũng được. Được mà. Cha mẹ chồng giờ dễ không phải như ngày xưa. Em chỉ sợ là sau này á là lấy chồng về không được đi làm nữa thôi. Ủa em trai, em có cho vợ đi làm không? À dạ không. Sao vậy? Thường thường nếu mà phụ nữ thì nên ở nhà làm nội trợ tốt hơn anh. Trời ơi, rủ người ta giờ phải đi làm cho nó thoải mái, người ta làm cho kiếm phụ thêm tiền thì sao? Vậy được anh, đâu có gì đâu. Sao nãy em nói không? Được không? Dạ được. Trời ơi. Sao nữa ba phải vậy trời? À cho đi làm thì cũng sáng đi vừa về, nhưng mà khi có con rồi phải nhà chăm sóc con đúng không? Dạ. Em không thích bạn trai làm điều gì nhất? Ghen ẩu. À đó, cái đó là ghen ẩu ha. Với thêm nữa là nghe lời bạn bè mà không nghĩ đến, đó là cảm nhận của người mình yêu á. Bà phải đó, nghe bạn này nói cũng tin. Nhiều khi bạn nói trời hôm qua tôi giờ gặp vợ mà nhiều chuyện này lắm, cũng tin bạn đúng không? Dạ.
Rồi để anh qua anh hỏi coi sao nha. Có ghen ẩu không? Không anh, nãy em nói mát tính. Có nghe bạn bè mà nghĩ xấu về người yêu của mình không? Nghe em ít bạn bè lắm chắc không nghe được đâu. Nhưng cái chuyện mà cho vợ đi làm là phải cho vợ đi làm nha. À dạ. Dạ yếu quá vậy. Có yếu quá vậy. Rồi được rồi. Kiến hôm nay em đi với ai? Em đi với chị cùng phòng với ba người bạn của em. Rồi sao chị gặp người thân của em ha? Chào chị Cát Tường với anh Nguyệt Linh. Nãy giờ em ngồi em thấy thì nói chung ra là cũng theo tướng tá thì hai đứa nó cũng xứng. Tính cách của bạn này nói thì theo em thấy thì nó cũng hơi hòa đồng với Nhung chút thôi. Bạn tánh Nhung thì nó thật thà, nhưng mà nó nói chuyện đâu ra đó đàng hoàng. Nhưng mà chị thấy hai bạn này có hợp với nhau không? Hợp thì nó chỉ có 50 thôi. Chị nói rồi, ý kiến chị vậy. Em đi với ai em? Em đi với ba với mẹ. À, có ba với mẹ hả? Rồi, xin chào cô chú. Xin chào em Phi Quỳnh Linh với anh chào Thường. Dạ, chào chú. Chào cô. Tất cả khán giả có trong trường quay hôm nay. Dạ. Tôi là ba của Phan Trường Dân. Theo nhận xét cháu gái bên này thì thấy cũng được, cũng dễ thương đó. Cũng nhỏ nhắn, dạ. Cũng biết chuyện. Thì Trường ơi, thì ba chắc có lẽ là ba cũng đồng ý rồi đó. Nhưng mà cũng tùy cái sự chọn lựa của hai con thôi. Thì bây giờ bác là chỉ mong là hai con nó cho nhau một cơ hội đi để tìm hiểu, để rồi có thể là tiến xa hơn nữa. Cho con xin hỏi là cô chú một việc, là nếu như mà có tiến xa hơn nữa thì sau này là cô với chú là có đồng ý cho con là đi làm tiếp không, hay là chỉ là về nội trợ không? Tại vì Trường Vân nó rất là thương người, nó không muốn mọi người trong gia đình cực khổ, nhất là người vợ. Khi mà đã có con thì nếu mà người vợ đi làm về thì người vợ sẽ cực việc ngoài xã hội, rồi nào là việc của con cái trong gia đình. Vì thế nên Trường Vân có nói là không cho vợ đi làm, ý tốt của Trường Vân thôi. Thật sự ra các con đi làm thì cô chú rất là đồng ý, rất là vui mừng. Vì đó là cái chuyện mà kinh tế của gia đình thì các con cứ làm không có sao hết, miễn sao các con chu toàn cho nhau. Dạ con cảm ơn cô, tại vì lý do là ngày trước con có hứa với nhỏ em gái con là nếu như mà sau này con có lập gia đình rồi thì con cũng có thể là đi làm, vẫn tiếp tục đi làm để phụ giúp cho ba mẹ một phần nào đó. Cho nên là con nghĩ là cái lời hứa đó là con có thể là làm được. Cho nên là nếu sau này mà con với ảnh là có tiến xa hơn nữa thì con cũng mong hy vọng là cô chú có thể là cho con một cái cơ hội đó. Đó là một cái cô cũng mà thông cảm cho con, đó là một cái việc tốt. Một đứa con mà biết hiếu thảo với cha mẹ vậy là quá tốt rồi. Mình chia sẻ với nhau là rất là tốt. Dạ, cảm ơn cô chú ạ. Rồi, bây giờ thì có thể kéo màn lên được rồi đó quý vị. Trò chuyện với nhau nha, để tìm hiểu. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Chào em. Anh cảm nhận gì em thế nào? Anh nói đi. Nãy em quên nói khuyết điểm hay bị đơ á. Gặp người con gái hay bị đơ. Anh có quyển sách này muốn tặng cho em. Em cảm ơn anh. Tính đôi vừa lứa ha. Làm gì tôi phá. Công việc của anh thường làm gì á? Anh đi vòng anh coi anh sửa anh thiết bị á, những thiết bị nào hư thì anh sửa thôi. Anh cảm nhận gì em thế nào? Anh sao đứng hình rồi? Em cũng dễ thương. Có quá trang đậm không? Cũng hơi đậm á. Hơi đậm á? Vậy mà còn hơi đậm. Em bình thường em đi á là em ít có trang điểm lắm, tại vì lên chương trình á thì bắt buộc mình phải là theo cái quy định của chương trình, cho nên anh cảm giác là như thế thôi. Em biết mà. Em nếu như mà giữa em với anh có tiến xa hơn nữa thì ba mẹ em, anh có thể coi giống như ba mẹ anh được không? Đó là đương nhiên rồi em. Tại ba mẹ chợ để ra vợ mới có chợ cho mình chứ. Làm như nó trúng thuốc hay gì. Hỏi gì hỏi đi. Hồi nãy em tên Diệu Quang Tiêu. Dạ em tin Nhung anh. Anh tên Vân. Dạ em biết, em nhớ. Nếu như mà ở ngoài thì chắc nó khác. Còn ở đây nó sao nó không biết, nó đơ. Thế thì mình sao rồi? Em gặp người con gái mà nói chuyện
nó hơi bị cứng xíu thôi chứ rung động. Rung trong lòng đúng không? Có luôn. Em thấy người con gái trước dễ thương không? Dạ, cũng hợp như mẫu. Thích không? Dạ, cũng thích. Thích thì nói thích, gì đâu mà ngượng ngùng vậy? Đứng lên cho tao thấy chiều cao của mình. Nắm tay cổ, nắm tay. Đấy, bấm nút rồi, bấm luôn. Để có cảm nhé, có truyền cái điện qua, có điện có chạy không? Tay anh lạnh quá. Nắm chặt nhau, nhìn thẳng vô mắt nhau, 30 giây. Đừng xé quần coi chừng rách quần á. Nói một câu một thôi. Hát được không? Khỏi nói. Muốn làm gì làm một câu một nguyện thôi. Làm nô lệ cho Nhung, nguyện yêu Nhung suốt cuộc đời, ân cần chăm sóc cho Nhung từng giấc ngủ, ngày nào Nhung cũng được vui, ngày nào Nhung cũng mỉm cười, vì bên Nhung luôn có Phương kề bên. Được rồi, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Hết sức bình tĩnh nha, suy nghĩ thật kỹ. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, thoải mái rồi đó. Sao làm gì cũng chậm mà bấm nút nhanh quá vậy? Lẽ sợ nút không ăn. Gì mà cứ kéo kéo cái quần hoài vậy, quần chưa giặt hả? Ông hát mà ông đứng tới nữa. Rồi hai bạn giờ nắm tay nhau đàng hoàng rồi nè. Kìa má kêu nắm tay nhắc tù nữa hả? Đây là chiếc ghế phim phim để gửi tặng các bạn của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng hai bạn phần quà của mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc Skin AZ. Chúc đó, hai bạn sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Tới vợ phải lấy liền tay chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Nếu bà này đã trải qua mối tình ấy, thì em có thể là đi mới nhanh hành chính. Còn bà này là chưa nên là cứ từ từ nhanh có thể là bắt có thể bay. Chúng tôi bạn ấy ngợp. Dạ, cái duyên đã hết rồi. Thì bây giờ mình lơ đi, mình đang có thì mình phải biết giữ cái của mình đang có trước. Còn ví dụ là đã qua thì có thể mất đi, đã mất rồi thì mất thêm một tuần nữa không? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi của ngày hôm nay. Hello, chào em trai. Dạ, chào chị Cát Tường. Rồi, bây giờ chị Tường sẽ ra ngoài đưa bạn gái của mình vào nha. Dạ. Rồi, chiếc ghế trước mặt nha, mời em ngồi xuống. Mời hai bạn tháo mặt nạ của mình ra. Chào hai em ha, ngồi vào vị trí của mình rồi. Bây giờ mình sẽ tự giới thiệu về bản thân, nói lớn lên để cho đối phương có thể nghe được những thông tin của mình. Em trai giới thiệu trước nè. Dạ, chào chị Tương, chào bạn gái bên kia. Em tên là Dũng, sinh năm 1987, hiện đang công tác tại Sài Gòn. Em đang làm gì Dũng? Dạ, em đang làm bên dược viện bán thuốc ạ. Bán thuốc? Dạ. Quê mình ở đâu? Quê em ở Nghệ An ạ. Mình vào đây lâu chưa? Em vào đây 2008. Ồ, vậy là cũng vào 12 năm rồi. Vậy em đang sống với ai trong này? Dạ, em đang sống với bạn ạ. Sống với bạn? Là mình vẫn đang thuê nhà sống? Dạ. 12 năm rồi, sống với bạn trong này, người nhà mình là vẫn còn ở ngoài quê hết. Đúng rồi chị. Em định là sau này mình sẽ lập nghiệp trong này luôn hay là mình sẽ về quê? Dạ, trong này chị. Rồi, mời em gái. Dạ, em chào chị Cách Tường. Chào bạn nam bên kia. Mình tên là Lý, tên đầy đủ là Cao Thị Hoàng Lý. Mọi người hay gọi mình là Lý Cao, bởi vì là chiều cao của mình hơi đặc biệt một xíu. Mình sinh năm 92, hiện giờ thì em đang là quy hoạch đô thị ạ. À, quy hoạch đô thị. Dạ, em đã vào Sài Gòn được 10 năm ạ. 10 năm? Ừ. Quê mình ở đâu? Dạ, em ở Gia Lai chị. Gia Lai. À, mình là quy hoạch đô thị mà ở quận nào hay là ở đâu, làm việc ở đâu? Dạ, em làm ở Bình Thạnh. À, ở quận Bình Thạnh. Dạ. Ừ. Hiện tại mình đang sống với ai? Thì em cũng sống chung với bạn. À, cũng thuê nhà sống với bạn luôn. Hai bạn có vẻ là giống nhau, đều vào Nam để lập nghiệp ha. Mình mong muốn sau này mình ở trong Nam luôn hay là mình sẽ về quê? Hay là chồng ở đâu đi theo đó? Trong ngắn hạn á thì em sẽ làm việc ở Sài Gòn. Ừ. Nhưng mà về lâu dài á thì em vẫn muốn về quê. Ừ, lâu dài vẫn thích muốn về quê ha. Về quê ai thì chưa biết. Ở đó là còn tương lai xa. Trước mắt là cả hai bạn trẻ đều muốn sinh sống, làm việc và lập nghiệp ở trong Nam này. Ha. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Em nói điểm yếu trước nha. Ừ. Điểm yếu của em á là những cái việc bình thường mà mọi người làm được á thì em sẽ rất là hậu đậu.
Và cái điểm yếu mà lớn nhất đó là em nấu ăn không có ý là không có ngon, tự nấu ăn cho mình được thôi chứ còn chưa có nấu ăn cho nhiều như bây giờ. Mình ăn được là người ta ăn được, người ta ăn không được người ta xuống bếp tự nấu cho mình ăn. Còn điểm mạnh á thì em tự thấy là mình khá tự tin và hiện giờ thì công việc cũng khá ổn định rồi. Còn tính cách thì em rất là tự lập. Ở trong cuộc sống á thì em quan niệm là khi mình yêu mọi người thì trong mắt mọi người mình sẽ trở nên đáng yêu. Hay, khi mình yêu mọi người thì trong mắt mọi người mình sẽ trở nên đáng yêu. Đó là một thông điệp mà mình thấy rất là tích cực. Dạ. Thế còn Dũng? Điểm mạnh của em thì cũng khá là uy tín. Và uy tín? Dạ, nói sẽ làm, rồi cũng nhiệt tình. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi đẳng tiết. Có thể là những ngày kỷ niệm em có thể quên sinh nhật hay là cái gì đó thì em sẽ quên. Đó, nhưng mà em sẽ hứa để khắc phục những cái đó. Điểm mạnh điểm yếu đơn giản ngắn gọn vậy đó hả? Còn cái gì thì cứ tìm hiểu sau thì mình sẽ có tật xấu gì không? Em hay quên á. À dạ. Về tình trường thì Dũng như thế nào? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. 2 mối tình trước cách đây cũng 6-7 năm. Gần đây thì cũng có quen một bạn nhưng mà cũng gọi là chưa tới sâu lắm. Quen được bao lâu? Nửa năm. Lý do sao chia tay? Khoảng cách tuổi nó hơi xa nên suy nghĩ nó khác nhau á. Em bao nhiêu, người ta bao nhiêu? Hơn nhau 10 tuổi chị. Em hơn cô đó 10 tuổi, 87 với 97. Dạ. Bên này 92, 92 hả? Dạ, 92. 92, có 5 tuổi thôi phải không? Vừa rồi, vừa đẹp rồi. Rồi bạn gái, tình trường của mình thì sao? Em chưa có mối tình nào hết. Wow, chưa có một mối tình nào luôn. Mình có yêu đơn phương ai hay là mình có biết là có anh nào ngắm nghía mình mà mình không thích không? Hay là chưa thấy gì luôn? Crush thì có, nhưng mà nó kiểu như qua một thời gian thì đối phương cũng không có tương tác gì hết thì lại quên rồi lại thôi. Mình cũng có sự rung động nhẹ nhẹ, đầu đời thì nó cũng có, nhưng nó không có động lại được lâu. Dạ. Có thấy xung quanh mình có ai đeo đuổi mình không, ngắm nghía mình không? Không có đâu chị. Không có. Thật ra là môi trường em làm việc là rất là nhiều nam. Nhưng mà có một cái đặc điểm là các bạn nam mà em gặp á thường là họ yêu bản thân mình nhiều hơn là yêu người khác. Có nghĩa là cũng có gặp nhưng mà lại vừa hợp gu. Dạ. Em mong muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em mong chờ là bạn đó có một cái tấm lòng lương thiện. Ừ. Nếu như mà bạn đó có thể làm được những việc lặt vặt trong gia đình như sửa điện, sửa nước á, em cảm thấy người đàn ông đó rất là tháo vát. Những cái vấn đề như là rượu chè, bài bạc, cờ bạc, gái gố, nghiện game là phải không có. Nếu mà trong sự nghiệp á, chưa chắc là bây giờ bạn đó có một sự nghiệp ổn định. Nhưng mà chủ yếu là bạn phải có chí tiến thủ. Dạ, và siêng năng, hai người sẽ cùng nhau xây dựng. Chứ chưa bao giờ em nghĩ là mình sẽ dựa dẫm thôi bạn đó. Nhưng mà nói chung là cũng phải có cái từng cái tuổi này để tiến tới hôn nhân được. Ít nhất mình phải có được một cái công việc ổn định và một cái chí hướng hoạch định trong cái tương lai ngắn, tương lai dài. Nó có từng bước, cái cuộc sống nó rõ ràng để mình có thể phát triển được cùng nhau, đúng không? Chị vẫn đang thắc mắc. Nãy giờ nghe em chia sẻ và chị cứ nghĩ một điều thôi. Chưa có một người bạn trai nào rồi mình đã có được một nụ hôn ngọt ngào hay là một cái nắm tay, một cái sự thân thiết gì chưa? Trời ơi, thương quá à. Giờ muốn không? Muốn ha. Thí dụ bây giờ được bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ là hai người cứ tìm hiểu nhau. Nếu mà hợp á, thì trong vòng 1 năm hay 2 năm gì đó. 1 năm hoặc là 2 năm. Em thấy cái thời gian nó như thế nào? Đối với em thì như thế nào? Dạ được. Được. Còn em cái tiêu chuẩn của cái người vợ trong tương lai của mình như thế nào? Yếu tố là thủy chung là hàng đầu. Thủy chung. Em cũng có thể chia sẻ việc nhà. Không có gọi là phân công rạch ròi lắm. Nhưng mà ở cái lúc nào thì bạn không làm được thì em sẽ làm. Và lúc nào em làm không được thì bạn sẽ làm. Không có chia rạch ròi. Công bằng chứ không rạch ròi. Hiểu. Dạ. Em cũng có thể làm những việc vặt vặt trong nhà, giống như điện nước gì em có thể làm được. Được. Người mình trung mà cần cù siêng năng dữ lắm. Nấu ăn không được thì mình có thể học. Quan trọng là mình có muốn học, muốn làm cái đó tốt hay không. Nhưng quan trọng là bạn ấy muốn một cái người bạn trai, một cái người chồng tương lai là phải có một cái chí tiến thủ, một cái công việc ổn định hoặc là mình có những cái định hướng. Thế thì em có những cái định hướng gì trong tương lai? Em đã vào Nam 12 năm rồi. Em ở bên Dược thì có thể là em sẽ mở nhà thuốc. À, mở nhà thuốc. Tầm khoảng 1-2 năm coi. Thứ nhất là kinh tế nó ổn. Thứ hai là coi cái xu hướng của thị trường sao nữa. Thị trường mà Dược thì lúc nào mà tiệm tiếng thuốc Tây bán không đắt. Lúc nào cũng có người bệnh mà. Nhưng mà ít ra là mình cũng có một cái định hướng, có một cái hướng à, muốn mở kinh doanh tiệm thuốc Tây, ví dụ vậy, trong cái ngành dược. Mẫu người lý tưởng thì muốn cái người như thế nào? Vóc dáng cụ thể, tóc tai, quần áo, mặt mày mình có cái tiêu chuẩn gì không? Ngoại hình thì không quan trọng. Nhưng mà ít ra nhìn cũng phải sao chứ. Mình có cái chuẩn của mình như thế nào là bắt mắt mình, hợp gu của mình chứ. Con gái thì trên 1m25. Rồi. Tóc dài, tóc ngắn gì cũng được. Nhưng đừng có
nhóm xanh nhóm đỏ là được. Đó cũng là một cái tiêu chí đó nè. Okay, thôi bây giờ nhiêu đó đi, đưa cho chị coi hình. Em có đem hình theo không? Đây. Có hình không em gái? Có. Nào cho chị xem. Trong hai anh chọn một. Có năm cô gái thôi. Tìm đi, có cô gái ấy ở trong này. Cô ấy là ai trong năm cô gái ấy? Em nghĩ là cô Âu Cam. Tại sao nghĩ là cô Âu Cam? Cảm nhận là cô Âu Cam. Cảm nhận thôi hay có một cái dựa cho một cái cơ sở gì không? Mà này cũng tương đối là cao. Ồ, tại em nói em có một chiều cao vượt bậc, chiều cao đặc biệt thì họ chỉ như vậy là đúng rồi. Còn em, đâu, anh ấy? Em nghĩ là anh ấy đi. Tại sao mình nghĩ là anh đó? Em cảm giác người miền Trung thì sẽ ấm ấm. À, rồi, anh này, người miền Trung ấm ấm, đồng ý luôn. Xin mời hai bạn nhìn về phía cửa trái tim để xem cái cảm nhận ngày hôm nay của mình đúng hay sai nha. Cho vui thôi. Sao nè? Em chào anh. Thật lắc à? Em cũng đoán sai rồi. Với trong hình là anh đầy người hơn. Nói chung là sai bét rồi đó. À, mình cũng sai bét luôn đó. Cô ấy là cô nào đâu, chỉ vô coi. Cô này. Đó, cô nói ngược đó. Cô nói cô có chiều cao đặc biệt là cô nói ngược, có hiểu không? Dạ. Trái tim mở ra cái cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Cảm xúc đầu tiên của mình như thế nào? Bạn này là khá là khuôn mặt có vui vẻ, hòa đồng như bạn chia sẻ. À, cái quan trọng là chưa có một mối tình dắt dai, chưa có một kinh nghiệm tình trường nào, chưa có một nụ hôn ngọt ngào luôn. Khi mở cửa trái tim này ra thì trong người em thấy như thế nào? Ở bên ngoài có vẻ anh lớn hơn là tuổi. Ờ, đầm tính ha. À, tặng quà nè. Trời ơi, hai người này cũng có sự trùng khớp. Ai cũng cầm cuốn sách theo vậy. Dạ đây, em cảm ơn anh. Ý nghĩa gì của hai cuốn sách này? Hai bạn ngồi xuống chia sẻ coi nè. Đường xưa mây trắng. Đây là một trong ba quyển sách mà em chưa có đọc. À, chưa đọc. Em nghe audio của nó thôi. Em nghe đến chương 60 rồi. Em mới quyết định là thôi, cũng phải mua sách thôi. Bởi vì khi mà cầm quyển sách trên tay mình đọc á, thì chính như mình tận hưởng được nó nhiều hơn. Nhưng mà khi mà được tin là hôm nay sẽ đến gặp anh á, thì em mới chọn một quyển sách mà em cảm thấy nó ý nghĩa nhất đối với mình. Mong là anh đọc để cùng nhau chia sẻ với nhau. Đường xưa mây trắng. Và còn cuốn sách của em là ý nghĩa gì? Dạ, có lẽ là do mình bận về công việc quá, mình không quan tâm tới những cái có thể làm mình già nhanh hơn. Đó, thì mình quan tâm đến cái này giúp mình thay đổi lối sống thì mình sẽ trẻ hơn, đẹp hơn. Ồ. Dạ, tại vì phụ nữ thì cần đẹp, cần khỏe. Đó. Đều là những cuốn sách rất là ý nghĩa, mong muốn gửi cái người bạn của mình để biết đâu có một sự đồng cảm với nhau và đồng hành với nhau sau này ha. Rồi bây giờ thì Tường sẽ dành cho hai bạn một ít thời gian riêng để chúng ta vừa trò chuyện vừa thưởng thức một bữa ăn trưa rất là hấp dẫn tại nhà hàng Indochine. Xin mời. Các Tường mời hai bạn thưởng thức một món ăn rồi rất là thơm ngon, mở nắp ra bưng ra thôi là nó hấp dẫn. Món xôi chim bồ câu nha, rất là đặc biệt của nhà hàng đó. Mình vừa thưởng thức món ăn vừa trò chuyện với nhau, ít phút nữa chị Tường sẽ quay lại nha. Mời hai bạn ngon miệng. Rồi, mời ăn đi cơ. Dạ mời anh ạ. Hồi nãy anh Dũng nói em chưa có nghe rõ. Gia đình em còn ai nữa không? Anh em, anh chị em. Em có một chị gái với lại một bé em. Em gái em năm nay học lớp 10. Gia đình anh có mấy anh chị? À, anh thì em gái nó cũng có gia đình, có con nè. Em gái à? Ừ, đúng rồi. Em gái nó cũng nhỏ hơn đôi tuổi à? Dạ. Em làm thì chắc em rảnh buổi tối phải từ 7 tới nhật. Dạ. Rồi nếu mà hẹn hò thì có thể là sắp xếp những giờ đó đúng không? Dạ được. Anh làm việc ở đâu ạ? Anh làm cũng không xa em lắm. Anh có lười đi chơi không vậy? Em là ham đi chơi lắm á. Ham đi chơi thì em chơi những ở đâu, ví dụ là đi phượt hay là đi theo kiểu gì, hay là cà phê? Dạ đúng không? Anh có chắc, chắc cũng giống nhau rồi. Thời gian rảnh thì mình cứ vác bộ lô lên mình đi thôi. Dạ. Anh có thích xem phim không? Phim thì phải có bạn gái đi thì đó cũng là một cái lý do. Em học bên kiến trúc ra hay là sao? Dạ, em học trường kiến trúc, học khoa quy hoạch. Thì bây giờ ra thì công ty em chủ yếu là làm thiết kế và quy hoạch. Ừ, thiết kế quy hoạch. Dạ. Em đọc hết tất cả các loại sách hay là có loại sách nào em hay đọc hơn không? Ví dụ là tình cảm hay là ngôn tình hay là... Hồi mà em học cấp 3 là lúc đó bị mê truyện Kim Dung. Ừ. Tiểu thuyết Kiếm Hiệp là em đọc hết tất cả gì liên quan đến Kim Dung em đọc hết, rồi xem hết tất cả các thể loại phim mà của Kim Dung là em xem hết. Cái chương trình
khám phá thì em có hay xem không? Ví dụ Discovery hoặc là... Bữa nay 10 năm vô Sài Gòn rồi đâu còn xem TV nữa đâu. Dạ. Thời xưa xem TV thì may ra còn có xem. Kim Dung thì chắc cũng không ưa. Không ưa luôn á. Tại vì trong đó nó hơi... Ăn chưa? Làm một miếng đi. Thưởng thức coi nó ngon như thế nào. Rồi ăn ngon không cưng? Dạ ngon ạ. Mình nấu ăn được mấy phần so với vậy? Này cũng nhà hàng mà. Nhưng mà ở nhà nấu cơm và kho thịt kho cá đồ được không? Dạ đúng rồi, ấy là nhìn cũng biết đó là món thịt và đó là món cá. Vậy là ngon lắm rồi. Nãy giờ trò chuyện được nhiều chưa? Có nói gì về quan điểm sống hay là quan điểm kết hôn hay như thế nào chưa? Cũng có chị, nhưng mà cứ từ từ mình tìm hiểu thêm. Nhưng mà đã có cái lịch hẹn hò với nhau chưa? Dạ chưa. Đó, người ta là chưa có tình trường. Dù sao cũng gái mới lớn, mình lớn hơn, mình phải chủ động, mình thanh niên nữa. Mình cứ từ từ nên... Cuộc sống đôi lúc nó cũng có những cái từ từ, nhưng có những cái cũng phải nhanh lẹ. Ví dụ như là lấy chồng phải lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để lâu ngày gió thổi nó bay. Nếu bạn này đã trải qua mối tình ấy, thì em có thể là đi nó nhanh hơn chút. Còn bạn này là chưa, nên là cứ từ từ nhanh, có thể là bắt có thể bay luôn. Chúng tôi bạn ấy ngợp. Dạ. Đúng không? Cũng hay đó, cũng là tâm lý. Ê, bữa nay em có đi với ai không? Có chị em hả? Em cũng muốn nghe ý kiến của chị mình không? Rồi, mời chị gái vô trong này nha. Chào em, em tên gì? Em tên Mỹ Linh. Tên Mỹ Linh, em là chị sao của Lý? Thì em chị ruột. Chị ruột? Dạ. Hai chị em ruột á hả? Ủa sao nhìn không giống nhau vậy? Nhiều đứa giống ba, đứa giống mẹ. Nhà có mấy anh chị em? Dạ ba đứa. Rồi còn ai nữa? Còn bé em Út nữa. Bé em, ba chị gái. Ba cô gái hết. Dạ. Wow, tam nương. Nhà có ba nàng tiên. Nhà có ba nàng tiên. Trước tiên cho chị hỏi xíu là Lý ở nhà thì là một cô gái như thế nào? Có cái gì đặc điểm gì nổi bật nữa không? Nổi bật thì Lý ở nhà là nổi bật nhất nhà đó chị. Nổi bật ở cái mảng gì? Nói chung là nói chuyện, nói chung là ý kiến của Lý lúc nào cũng là trong nhà là ý kiến chính. Ghê vậy hả? Dạ. Chuẩn đó hả? Đúng rồi, chuẩn em mực đó hả? Em mà muốn gì cũng phải qua Lý được mới thông qua đó. Ghê. Rồi còn gì nữa? Lý ơi, có thể là tính tình hơi cứng một chút. Cứng tính với lại thẳng tính nữa. Có nghĩa là có sự cương, sự kiên định. Dạ đúng rồi. Lập trường vững chắc. Đúng rồi. Khó ai tác động vô phải không? Chỉ từ cô ấy tự thay đổi thì được. Đúng rồi, thật là cô ấy thay đổi người khác. Rồi dạ. hiểu. Chị là phải hỏi ý kiến em luôn đó hả? Hay quá. Rồi thế bữa nay nhìn nhận thì gặp bạn trai này đây. Anh Dũng ha. Thì cái cảm nhận của em như thế nào? Và em có ý kiến gì cho cặp đôi này ngày hôm nay? Nhìn bề ngoài thì tất nhiên là anh là chín chắn rồi, lớn rồi. Chắc có thể anh hơn tuổi em á. Em có thể nhỏ hơn. Anh sinh năm 87. Dạ đúng rồi, em nhỏ hơn. Lý cũng đến cái tuổi là tìm hiểu. Nên em nghĩ là mình phải tìm hiểu trước thì mới biết được. Chứ qua một buổi nói chuyện như vậy thì cũng chưa biết được đâu vào đâu. Nhưng mà mình, theo em khuyên em mình thì có nên cho cái cơ hội để tìm hiểu nhau không? Cảm nhận đầu tiên của mình. Mình là chị, mình nhìn vô cặp này thì mình thấy sao? Em nghĩ là nên cho cơ hội. Nên cho cơ hội ha. Dạ. Rồi em có bạn trai chưa? Em là một chồng một con rồi chị. Một chồng một con mà tại sao em gái mình chưa có một mối tình nào dắt dai mà chị không có tình hỗ trợ gì trơn trọi vậy? Hỗ trợ nhiều lắm chứ. Trời ơi. Theo em thì cái nguyên nhân gì mà cô ấy đến giờ này vẫn chưa có mối tình nào? Bản thân em, chồng em nhỏ hơn em. Cho nên em chỉ quen những người nhỏ. Và Lý thì em nghĩ phải quen những người đứng hơn, lớn hơn thì nó mới hợp. Đúng là một gia đình thì nó dễ, nó hoài hòa hơn. Rồi, cảm ơn những ý kiến của em. Đó cũng là giúp ích cho Lý ngày hôm nay rất nhiều. Mặc dù như em chia sẻ là Lý có lập trường của mình rồi. Hồi nãy giờ chắc chọn hay không cũng có ý của cổ hết trơn rồi. Cảm ơn em nha. Ý kiến của chị ruột nha. Dạ. Để mình tham khảo. Rồi, thế bây giờ mình chơi một trò chơi đi. Để cho hai em có cơ hội tiếp xúc với nhau, trải nghiệm với nhau nhiều hơn nữa. Để mình có cái đưa ra cái quyết định chính xác để mình có hẹn hò với nhau hay không. Mời em gái bóc trước một lá bài. Rồi, đọc lớn lên yêu cầu trong đó cho chị. Đang tay trong tay với bạn gái ở trung tâm thương mại, bỗng nhiên gặp bạn gái cũ đã mất liên lạc một thời gian. Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này? Đó, em hỏi ảnh đó, anh trả lời đi. Đang đi tung tăng như đang đi chơi với người yêu. Hiện tại tự nhiên tình cờ gặp người đang nắm tay tung tăng nè, gặp bạn gái cũ mà mất liên lạc từ bấy lâu nay, lúc đó em sẽ phản ứng như thế nào? Mình đã hết tình với nhau á thì vẫn còn nghĩa, có thể là gặp lại bạn gái thì vẫn chào hỏi bình thường, chứ mình quan trọng mình có lăng nhăng lại hay không á, thì đó là do mình. Nhưng mà ngay lúc đó em xử lý như thế nào? Vì em phải hiểu rằng đây là cái cô bạn gái cũ mà mình mất liên lạc, là mình cũng đang muốn tìm kiếm hoặc mình cũng tò mò. Chứ thí dụ mình chia tay mà mất liên lạc lâu rồi, giờ gặp lại mà mình đang đi tung tăng với bạn gái mới của mình nè, thì ngay lúc đó mình xử lý sao?
có kêu cổ, có chào cổ hay là lơ hay là như thế nào đó, cái mình xử lý như thế nào ngay lúc đó? Có thể là lơ đi. Lơ đi là mình sẽ mất cơ hội luôn, vì cô này là mình mất liên lạc lâu nay rồi đó. Dạ không sao, tại vì cái duyên đã hết rồi thì bây giờ mình lơ đi, mình đang có thì mình phải biết giữ cho cái của mình đang có trước. Còn ví dụ là đã qua thì có thể mất đi, đã mất rồi thì mất thêm một lần nữa không? Còn nếu như mà đụng mặt, đối mặt nhau thì như thế nào, xử lý như thế nào? Đối mặt thì vẫn chào, vẫn nhìn nhau cười, chào nhau một tiếng rồi có đường ai nấy đi. Tại vì trước đã đường ai nấy đi rồi thì bây giờ thì cũng đường ai nấy đi rồi ạ. Chứ đâu còn dây dưa tình cảm mà là tình cũ không đủ cũng tới. Rồi ví dụ như giờ cô đó, cô chủ động, cô ơi chào anh khỏe không, rồi nói chuyện. Tại vì cô mất liên lạc mà, cô gặp em cô cũng vui này kia, thì lúc đó em sẽ xử trí như thế nào? Có hai trường hợp. Thứ nhất là bạn gái của em có biết về người em, có kể về bạn không cho bạn gái nghe chưa? Ừ. Thứ nhất chưa kể thì em vẫn chào em, đây là giới thiệu, đây là bạn gái cũ hay gì đó. Có lẽ là nhưng mà chia tay ví dụ 5 năm, 7 năm gì đó. Thì bây giờ tụi em vô tình gặp lại nhau thì hai người bên cũng vui vẻ. Còn ví dụ mà trường hợp mà kể rồi thì đó, như anh kể với em là đây là người này người kia thì... Mà em có giới thiệu với người đó đây là bạn gái mới của mình không? Đây là bạn chính gái sao? Của mình chính không? Sao? Có thể là ví dụ bạn gái hay là vợ sắp cưới hay là vợ hay gì đó thì tùy từng lúc mình giới thiệu. Rồi cảm ơn em. Đó là cách cư xử của ảnh, mình nghe thôi để mình hiểu thêm về tính cách của một con người ha. Bởi vì tôi nói trò chơi này nó hay lắm á, nó giúp cho mình hiểu nhau nhiều hơn. Rồi mời em. Trong chọn số 3. Rồi đọc lớn lên đi em, coi nói gì trong đó. Bạn gái thể hiện hành động mà bạn trai cho là lãng mạn nhất. Bạn gái hãy thể hiện một hành động gì mà bạn cho rằng là lãng mạn nhất mình dành cho bạn trai. Như mình thương người yêu mình nè, mình muốn dành một cái hành động gì đó, làm gì đó lãng mạn cho bạn trai của mình thì em làm gì? Mời em. Người ta chia sẻ cái quan điểm người ta rồi, giờ tới phiên mình. Do bình thường em sẽ làm đồ handmade để em tặng. Nhưng mà bây giờ ở đây hả? Ngay lập tức hả? Đó, thể hiện ngay tại đây. Em có làm gì không? Hay là em đọc một bài thơ nha. Đọc một bài thơ, ok, mời em. Và cái này dành cho bạn trai nha. Đó là một sự lãng mạn dành cho bạn trai. Chị nghĩ là em nên đi qua bên đây đứng để cổ đọc cho mình nghe. Mời em trai qua đây. Bạn gái mình có thể đứng lên rồi mình đọc thơ cho chàng trai này nghe. Bài thơ này là của Busson. Thể loại thơ haiku thì nó rất là ngắn, đơn giản thôi, chỉ có 3 câu. Mưa xuân lất phất rơi, ô và áo tơi cùng đi. Nó chỉ có vài chữ vậy thôi, mà lúc mà em nghe cái bài thơ đó là em cảm thấy giống như là cái cặp đôi đang yêu này nè, họ không cùng nhau chia một cái ô, mà là cô gái mang ô, còn chàng trai mang áo tơi. Có nghĩa là hai người đi bên cạnh nhau, muốn đến bên cạnh nhau lắm rồi, nhưng mà vẫn có một cái khoảng cách. Giống như là khi mà mới yêu, đó là những cái rung động đầu tiên, và nó nhẹ nhàng. Anh cảm nhận như thế nào? Anh nghe kịp bài thơ không? Nghe kịp, dạ. À, cảm nhận như thế nào? Cái thời gian đầu thì hai người chưa hiểu nhau, có thể là một người đang ở sau quả, người sau kim. Thì sau cái thời gian tìm hiểu thì mình mới biết người này có hợp với mình hay không, là cái gì mình thay đổi để phù hợp với người ta, hoặc là mình có thể là thay đổi người ta để mà hai bên cùng tốt hơn, để có thể là đi chung hết được. Nhưng mà bài thơ ngắn quá, tôi chưa cảm nhận được. Bây giờ nè, đã thẳng đứng đây rồi, tôi sẽ cho một cái âm nhạc vang lên, hai bạn có thể dìu nhau nhún nhảy qua lại một chút xíu để làm gì, để cho mình có một cái kiểm tra lại cái tín hiệu trong con người mình, coi có cái luồng điện nào truyền qua hay không, để chúng ta chuẩn bị sau khi kết thúc cái âm nhạc và chúng ta sẽ về vị trí và đưa ra quyết định là có hẹn hò với nhau hay không, được không? Rồi lên phía trước, mời hai bạn. Đàn trai chủ động đi. Rồi cái này là có một sự va chạm nhẹ nhẹ nha. Ai là người biết khiêu vũ? Em biết khiêu vũ, vậy em hãy chủ động. Em biết khiêu vũ không Dũng? Không đúng không? Không, bây giờ cô gái sẽ dìu mình ha. Chủ yếu là cái gì? Để thì em dìu xúc. Âm nhạc. Bước sang bên phải trước nha anh. Rồi, bên phải của em hay bên phải bên của anh? Bên này ạ. Ok. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Đơn giản vậy thôi nha. Okay. Chỉ bước qua bước lại. Okay. Sau đó là bước tới là bước lui. Dạ. 2, 3. Oh. Thôi vậy bước qua bước lại thôi. Để cho vô nè. Ok. 1, 2, 3, chậm. 1, 2, 3, chậm. 1, 2, 3, chậm. 1, 2, 3, chậm. Đó. Thì cái đó là khung mở, còn khung đóng nó như thế này. Đúng không? 1, 2, 3. Cứ thả lỏng ha. 1, 2, 3. Mềm mại một xíu là được. 1, 2, 3, chậm. 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 Dạ, dạ, dạ. Dễ thương.
Hồi đầu cứng cứng thôi chứ lúc mà ôm nhau là phải hơi mềm mềm rồi đó. Này về huấn luyện chừng từng lễ thôi là ngon lành, bước chân là búng 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 luôn ha. Sao em lần đầu khiêu vũ hả? Dạ đúng rồi. Đứng đơ vậy đó hả? Dạ. Cảm xúc trong người như thế nào? Tốt không thôi. Nhưng mà dễ không? Cô giáo chỉ dễ mà. Dạ. Dễ hiểu đúng không? Cố gắng học chị. Đó là điều rumba cơ bản thôi. Dạ. Thú vị đó. Rồi nếu như bây giờ được hẹn hò lần đầu tiên thì em tính là mình sẽ hẹn hò như thế nào? Bữa đầu tiên thì có thể đi cà phê, không gian nó sẽ phù hợp hơn. Còn sau này thì có thể là cái đó tùy tính. Rồi, theo như em nghĩ thì nếu kết hôn với nhau thì ai sẽ là người quản lý kinh tế trong gia đình? Chắc là em rồi đó. Chắc là em rồi đó. Em nghĩ sao? Em đồng ý. Em đồng ý. Đồng 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 ý lẹ lẹ vậy, không suy nghĩ gì hết vậy? Không, tại vì thường thì em và nhiều người con trai thì không biết giữ tiền. Kiếm tiền thì được mà giữ tiền không được. Nên em cần một người biết quản lý chi tiêu. Ví dụ là mức sống của gia đình bây giờ là ví dụ 10 triệu đi, 9 triệu bạn ấy cũng phải đủ chi tiêu, mà 11, 12 triệu bạn phải quản lý chi tiêu được. Đúng. Rồi, bây giờ câu hỏi cuối cùng dành cho hai bạn. Nhìn thẳng vào nhau nhé. Mỗi người sẽ nói một câu nữa thôi. Bạn cảm nhận như thế nào? Em cảm thấy qua cái cách anh nói chuyện á, thì anh là một người rất là tâm lý. Thời điểm đó nè, em chưa biết yêu là gì hết á, nhưng mà em rất mong muốn cái người em tìm được sẽ thương em. Thực ra thì hồi tối á, cũng một phần là do ghi hình, một phần là do hôm nay gặp được bạn bên đây thì em cũng hơi bị khó ngủ. Tới đây gặp thì cũng thấy bạn gái cũng dễ thương và có thể là tụi em có thể tìm hiểu lâu dài hơn. Mong thì hai người có thể đi với nhau được xa hơn, có thể tiến tới hôn nhân. Nhớ bạn gái tên gì không? Bạn Lý Cao. Đúng rồi, Lý Cao. Chương trình chỉ cho chúng ta cái cơ hội thôi, còn nắm bắt hay không, quyết định có tìm hiểu, có đến với nhau hay không là quyền của hai bạn. Sau cái bấm nút này chúng ta còn một đoạn đường dài để tìm hiểu nữa. Hãy đặt tay vào nút bấm và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm của thị tường nhé. Và mình chịu trách nhiệm với cái quyết định của mình. Mời hai bạn nhắm mắt lại luôn. 1 2 3. Hết thời gian. Cảm ơn hai bạn. Mời em qua đây. Hai nửa trái tim đều sáng cùng một lúc nha. Chúng ta qua đây đứng đi ạ. Rồi nắm tay nhau đi hai bạn. Trước tiên là chị Tường rất là vui vì hôm nay Lý cũng tìm được một người bạn trai. Anh ấy như thế nào là do Lý tự tìm hiểu ha. Hy vọng ngày nào đó các bạn sẽ báo tin vui cho các Tường cũng như là cho chương trình nha. Rồi thay mặt chương trình gửi tặng cho Lý một món quà để làm đẹp nè. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn. Tặng cho hai bạn những chiếc vé xem phim. Đây, chúng ta có thể đi xem phim liền trong cái buổi hẹn hò đầu tiên. Đến đó để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Chúc mừng hai bạn. Rồi, nắm tay nhau đi các bạn ơi. Như quý vị thấy đó, họ đã tay trong tay rồi quý vị. Vì cô gái này là cô gái chưa hề có một mối tình, chưa hề có một nụ hôn. Lần đầu tiên gặp mặt chúng ta cũng nên dành cho nhau một nụ hôn để kỷ niệm, đúng không? Rồi, Dũng, mạnh dạn lên, tự tin lên. Xin phép cô gái ấy. Rồi, anh xin phép em. Rất dễ thương. Biết đâu sau này lấy nhau. Đây là những kỷ niệm rất là ngọt ngào đó thưa quý vị. Bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi quý vị nha. Các Tường xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 12 giờ trưa thứ tư và 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Cảm ơn nhãn hàng son Yurika đến từ Nhật Bản đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chờ đón hai nhân vật nam đến với chương trình, xem họ là những chàng trai như thế nào đây. Xin mời hướng mắt về sân khấu. Chào hai em. Rồi, về vị trí. Dạ bây giờ còn chần chờ gì nữa, một chàng hóa tay cho hai em gái tôi nè. Rồi, mời hai chàng trai nhìn về phía trước. Wow, rất là xinh tươi. Rồi, hôm nay tôi đổi phong thủy nè, tôi sẽ giới thiệu chàng trai ngồi chiếc ghế màu xanh. Xin mời em sẽ giới thiệu trước. Dạ, em tên là Huỳnh Minh Khang. Hiện tại là em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh và làm bartender một quán bar ở quận Nhất. Không dữ vậy cơ. Nó rung hơi chứ. Nó rung quá hả? Dạ. Là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 2000 hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Mà có chút xíu trẻ măng mà ế gì mà lên đây? Tại vì em muốn dắt con dâu về cho má em. Muốn dắt con dâu về cho má em. Gì mới 20 tuổi mà dắt con dâu về? Sao vội vàng quá vậy? Dạ tại vì má em tưởng là em chơi đi. Trời ơi. Tại môi trường của em là tiếp xúc nhiều bạn nam bạn nữ, với lại đặc biệt là nam nhiều hơn.
À, dạ. Nên má sợ quá, má biểu lấy vợ đi hả? Dạ không, kiếm người yêu về cho yên tâm. À, dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? À, điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Nấu ăn nấu được những món gì? Dạ, mấy món mà dạng như cho tập gym này nọ chị. À, tập dạ. gym hả? Có tập dạ. gym đó hả? Dạ có. Tập gym sao thấy cũng hơi đô à? Dạ, tại vì em chưa kiểu như chưa giảm cân. À. Dạ, em đang muốn tập cho bự thêm rồi giảm cân sao? Tập bự thêm nữa? Dạ. Wow, cao mét mấy? Dạ, 1m75. Biết chăm sóc bạn nữ, lễ phép với người lớn. Dạ. Nhưng dạ. mà thế mạnh em là biết chăm sóc phụ nữ là biết chăm sóc như thế nào? Thí dụ là bạn nữ muốn giảm cân hay là muốn tăng cân thì em đều biết cách ăn uống sao cho nó hợp lý. Trời ghê, là phải qua bàn tay em á hả? Dạ. Rồi, còn điểm yếu của mình là gì? Tính hơi nóng xíu. Nóng hả? Nhưng mà biết kiềm chế được, với lại não cái vàng. Nếu mà tập trung cao độ thì không có quên. Còn mà lơ đãng cái là quên. Dạ. Quýu cái là hơi lấp bắp phải không? Dạ đúng rồi. À rồi, đó là chàng trai của tôi ngồi trên ghế màu xanh. Rồi. À, Minh Khang, sinh năm 2000. Dạ. 22, năm nay nếu tính năm nay là 22 á. Dạ đúng rồi, 22. Cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi, giới thiệu về mình đi cưng. Ờ, em là Kiều Trinh, năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi luôn. 2000 luôn hả em? Dạ em 2000 ạ. Wow. Đó là trùng hợp quá đi. Quê em ở Bạc Liêu. Bạc Liêu, và hiện giờ em đang sinh sống và làm việc ở đâu? Dạ em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ hiện tại em đang là nhân viên marketing cho một công ty startup về truyền thông. Thế mạnh thế yếu em là gì nè? Được mọi người nhận xét á thì em là một người khá là hoạt ngôn và tích cực, giao tiếp khá là tốt. Còn khuyết điểm thì em nghĩ em nói hơi nhanh, cho nên là em đang cố gắng nói chậm lại hơn. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones 2-trong-1 mới làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi bây giờ chàng trai chiếc ghế màu đỏ nè, em tên gì? Dạ em tên là Đức Vũ ạ. Dạ năm nay em là 22 tuổi, em cũng sinh năm 2000 luôn. Trời đất ơi, đâu mà rủ nhau bọn nguyên học chung lớp hay gì vậy? cột lứa. Đức Vũ là đang làm gì? Dạ hiện tại em cũng là bartender cho một cái quán bar Nhật ở quận 1. Ừ, có làm chung bạn này không? Dạ không. À. Dạ em đang học ngành quản trị khách sạn của Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ngoài những cái giờ thời gian rảnh rỗi, ngoài công việc với đi làm việc học thì em làm gì? Dạ thường thì em đi chơi thể thao ạ. Thì chơi em chơi gì? Bóng đá với lại bóng chuyền. Ồ, có bóng đá bóng chuyền. Cao mét mấy? Dạ em cao mét 76. Nặng nhiêu ký? Dạ 76 ký. Điểm mạnh điểm yếu? Khá khéo bằng nói, tại vì em làm bartender thì em cũng phải giao tiếp liên tục. Ủa gì? Bartender là trong đó nhạc sùm mà nói sao nghe? Cái quán bar mà cái nhạc chiêu ấy để mình có thể giao tiếp được với nhau. À. Thường nói tiếp với trai nhiều hay với gái nhiều? Với mấy chú. Với mấy chú. Ủa kỳ vậy? Thôi. Cả tuổi em thì là hay đi mấy cái bar mà sập sình ở ngoài bùi viện hơn. Còn cái quán của em thì hướng tới những cái người mà người ta đi làm, người ta muốn bàn công việc á, thì thường thường là cỡ lớn tuổi. Dạng như là nhạc bolero hay là nhạc chill là thế nào? Nhạc jazz. Jazz. Mà chú là chú cỡ chú Đạt vậy không? Dạ hơn. Hơn chú Đạt hả? Ồ. Dạ. Vô rồi, nhảy đầm Rồi điểm yếu? Thì em hơi cứng nhắc một chút. Tại thì thường mà mọi người hay nói là nói tính trước thì bước không qua, nhưng mà em lại muốn có một cái kế hoạch, kiểu là mình tới lúc nào mình phải làm cái việc đó luôn, nên là em cứ hay theo cái đó thì nó hơi cứng nhắc. Có nghĩa là mình tự lên lập cái kế hoạch trước rồi mình làm theo đó. Kế hoạch của em thường là kế hoạch ngắn hạn hay kế hoạch dài hạn? Dạ ngắn hạn thôi, kiểu là trước khi một cái buổi đi chơi hoặc là cái gì đó thì em sẽ đi chơi đi dạo khoảng 1 tiếng đồng hồ. Là 1 tiếng đồng hồ sau là phải ăn. Em canh đúng giờ luôn, canh đúng giờ luôn, đặt bàn luôn, canh tới đó là vô ăn. Mẹ em cứng thiệt luôn á, em cứng gì kỳ vậy, đi chơi mà không có được feeling, phải đúng giờ giấc là sao trời. Mỗi khi nó vỡ cái kế hoạch của mình thì mình cảm xúc mình sao? Mà giờ nó hơi khó chịu. Khó chịu. Sao nói chuyện hay có lớn tông nhẹ lắm. Còn em? Dạ em chào. Em tự giới thiệu mình nè. Tên là Nguyễn Võ Giàu Sang. Wow. Giàu Sang. Năm nay em 22 tuổi, cũng 2000 giống như ba bạn tham gia. Vậy là bốn đứa 2000 hết luôn. Em làm bên truyền thông cho một công ty ạ. Dạ nên công việc của em thì em hơi nói nhiều một xíu. Quê em ở đâu nè? Dạ quê em ở Tiền Giang. Điểm mạnh điểm yếu của em? Em biết nói ăn, với lại là chơi game có thể gọi là... Có luôn, đúng, mình chơi game giỏi mà. Em chơi game được một xíu. Em hay chơi là kiểu như là những game sinh tồn á anh. PUBG hay là Free Fire. Trời ơi, coi như là em gắn thêm á hả? Không, kiểu như em chơi được thôi ạ. Bây giờ là em là gắn kim cương hay là gắn gì rồi? Dạ, bạch kim. Bạch kim luôn.
Wow, cái này cũng là thế mạnh của mình. Công nhận mấy bạn này mét dạ. Lén lén chơi game hoài. Có phải mấy đứa nhỏ nó chỉ em, hai người con em mét chỉ. Dạ. Alo, dạ ơi. Bảy bảy. Dạ, nó đi làm, nó không lo tập trung làm, nó chơi game, nó tăng lên kim cương gì bạch kim gì rồi kìa. Có một cái là em không biết là điểm mạnh hay điểm yếu của em đó là gì? Khi mà làm gì đó thì em hay nghĩ cảm xúc với người khác trước. À. Nhiều lúc em cảm thấy là mình bị chịu tổn thương nhiều nhưng mà người khác không có cảm nhận được. Wow, đa sầu đa cảm mà. Dạ đúng. Nghĩ đó là đó là một cái điểm mạnh đó. Thực sự là khi làm việc gì mà nghĩ cho người ta trước, đó là sự tốt bụng của mình chứ đâu gì đâu. Bạn bè hay này kia thân đến mấy, kiểu như là tiền bạc hay là tình cảm gì, em kiểu như rõ rệt ra. Rõ ràng rạch dạ, rồi dạ. Rồi bây giờ tới cái tình trường tình yêu nè. Rồi em chàng sự. Trai hay ghế màu xanh nè. Trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 4 mối tình. Mối tình gần đây nhất 1 năm 3 tháng. Mối tình này là mới vừa chia tay hồi tháng 7 trong dịch luôn. Dạ. Lý do sao chia tay? Cứ như hai bên có xích mích phòng chống dịch hay gì? Dạ. Đợt trước đó là em có đi chống dịch. À. Dạ. Thấy chưa? Tao nói đúng kìa. Em là là tình nguyện viên. Ờ. Sao nữa? Dạ. Bạn nó không chịu, sợ lây bệnh. Dạ đúng rồi. Với lại là đợt đó là em có đi làm quán bar nên bạn đó sợ cứ như là tiếp xúc với nhiều bạn nữ. À. Người ta sợ. Ai là người nói chia tay? Dạ em. Em luôn? Dạ. Em nói là sao? Cãi lộn xong mà hai người không hiểu nhau nhiều á thì nó cũng như không. Ừ. Thà vậy em chia tay luôn. Thôi bạn cho nó bớt đau khổ. Dạ. Giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Kính trên nhường dưới. Kính trên nhường dưới. Dạ, cái như là lễ phép. Dạ phép giống rồi. Có biết nấu ăn cũng được, mập cũng được, tại vì em có thể làm cho bạn có thể bạn ấy giảm cân được. Dạ đúng rồi. Wow. Ốm thì em có thể làm cho bạn đó tăng cân theo một cách healthy. Hô biến được những điều đó luôn á hả? Dạ được. Nếu mà bạn đó có thể kiên trì được là em giúp được. Tướng to khỏe tập tạ. Dạ. Có thể điều khiển được khối lượng. Dạ. Có thể giúp cho bạn gái mình điều khiển được khối lượng trong cơ thể luôn. Hay quá. Bây giờ thì chàng trai tâm sự về những mối tình của mình. Giờ em tâm sự tình trường của mình đi nè. À, dạ em thì hồi đó giờ em có một mối tình hồi vào cấp 3. Một mối tình duy nhất. Chuyện chính thức thì đúng là một mối tình. Ừ. Và hồi cấp 3 thì tụi em quen được khoảng 6 tháng và chia tay vì kiểu yêu xa cho nên là không còn hợp và cũng không còn tiếng nói chung. Với cả lúc đó tụi em ai cũng còn nhỏ cho nên là không có quen lâu dài được với nhau. Và từ đó giờ thì em cũng có tìm hiểu qua vài người nhưng mà không có đi tiếng xa được. Và bây giờ em độc thân vui tính bao nhiêu lâu rồi? Dạ em độc thân vui tính chắc cũng 4 năm mấy rồi á. 4 năm mấy rồi hả? Lý do là dài. Sao mà trẻ mà đẹp dễ thương mà tới 4 năm mà không có bồ vậy, lý do gì? Dạ chắc duyên số, duyên phận nó chưa tới. Và bây giờ mẫu hình tượng của một hot boy em là như thế nào? Em thì thích một bạn nam không cần quá đẹp trai, không cần hot boy như vậy đâu. Em chỉ cần một bạn kiểu ưa nhìn nhưng mà phải là tinh tế một chút với tự tế. Em quan trọng về tính cách hơn là vẻ bề ngoài. Và em thích một bạn độc lập được tài chính. Em không thích bạn nào mà còn phụ thuộc vào gia đình quá nhiều. Cho tôi hỏi một câu, hai chàng trai của mình bên hàng ngày còn có xin tiền mẹ không? Thì mẹ cho con tiền quá thì mới xin thôi. Căng quá là có xin. Dạ, xin chắc tầm 10.000-20.000. Ủa 10.000-20.000 dạ, là tiền là gửi xe hay à? Không coi, không phải không có tiền mà gọi là không có tiền lẻ để gửi xe. À tiền chẳng thì có. Dạ. Đó là như mượn đỡ thôi. Mượn đỡ tạm đỡ. Không có xài tiền mẹ nữa hả? Dạ, không, tại vì kiểu em đi làm em chỉ có cái em chỉ chia cái lương khoảng 20% để em đi chơi bạn bè đó, còn lại thì em bỏ ngân hàng cái đó. Ồ có bỏ ngân hàng nữa hả? Có tài khoản cũng đỉnh đó. Trời ơi, cũng đỉnh lắm nha. Có tài khoản để dành nha. Đi là không có xài tiền gia đình mà thậm chí còn có tài khoản ghi. Tài khoản ghi cũng đỉnh lắm nha. Đỉnh lắm trời. Đó. Đó là cô màu xanh rồi phải không? Bây giờ tới anh chàng ở ghế đỏ là anh chàng mà có tài phản gũng gỉnh. Gũng gỉnh là nhiêu em? Mấy trăm ngàn quá. Hết tiền sạp. Gũng gỉnh là nhiêu anh ạ? Đủ nhét túi rồi thôi. Đủ nhét túi thì nhét túi đi, mắc gì gỡ ngân hàng. Mua mấy cây kem rồi là được rồi. Ôi tiền nữa rồi phản đi mua kem. Xấu quá. Kia tình trường sao rồi nè? Chắc đó giờ em chưa yêu ai. Chắc đó giờ em chưa yêu ai. Nắm tay má đi chợ mà. Nắm tay chị đỡ đi cơ. Chị như má vậy đó. Người phụ nữ mà hay muốn đắp thai là có mẹ hả? Đó giờ em có 3 mối tình. À 3 mối tình. Dạ. Thì cái mối tình gần đây nhất khoảng năm 2020 thì là kiểu là quen ngắn thì chỉ có 2 tháng à. Nhưng mà kiểu lần đầu tiên mà em thích một người tới như vậy. Có 2 tháng mà sâu đậm lắm hả? À, sâu cỡ nào đậm cỡ nào nói nghe. Chia tay xong khóc hết nước mắt. Có khóc luôn hả?
Lý do sao chia tay? Dạ, bạn đó chỉ là bạn nói thấy là kiểu cái thời gian đi làm em không có đáp ứng được á. Tại vì cái tính chất công việc của em thì là những cái ngày như là ngày lễ lớn đồ á thì là thường thì bạn nó muốn đi chơi, còn em thì em phải đi làm. Cứ tháng đầu thì bình thường, còn tháng sau bắt đầu bạn thấy là chán là vì không có được gặp nhau nhiều á. Nên là bạn nó muốn chia tay. Bạn nó nói với em luôn? Dạ. Rồi em trả lời sao? Tại em nghĩ là giờ người ta đã quyết định vậy rồi, giờ em níu kéo chắc cũng không được gì mà làm xấu cái hình ảnh của mình nữa. Vậy sao khóc đẹp hả? yếu lòng, em coi những có đi phút yếu lòng. Khóc trước mặt bạn đó hay khóc mình? Khóc mình, em ngồi em góc. Dạ khi mà chia đúng tay lần, đúng lần khi mà chia tay có đồng ý điều đó không? Không anh, không chịu đâu. Cũng có chứ, cũng có. Có rồi chứ. À, sao ngày hôm sau phải chấp nhận này. Giờ còn gặp lại bạn đó không? Dạ không, tại bạn đó lớn hơn em mà nó ra trường. Mối tình 2 tháng là có hôn má đúng không? Dạ có. Có hôn môi không? Dạ không. Dạ không, dạ không. Chưa mất trên môi. Chưa mất trên môi. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè? Em thích bạn gái lùng lùng thôi, cỡ mét năm mấy là được rồi. Cúi xuống hùng cho nó đã ha. Em thích bông. Trời ơi, bông lên hả? Rồi em thích mấy bạn bánh bèo xíu thôi, không có cần quá mạnh mẽ đâu. Dạ, tại em bao bọc người ta được. À, người ta không nhẽo chịu nổi không? Em nghĩ được, em nghĩ được. Người ta thích cái gu nhõng nhẽo bánh bèo để được chiều chuộng nâng niu ẩm lên đồ. Lát tôi cho ẩm nha. Hôm nay cái bạn Ngô Đức Vũ ngồi ghế đỏ mà nếu cô nào bấm nút tránh bạn đó là tôi sẽ cho bạn đó ẩm lên. Ẩm lên đồ luôn. Thiệt. Để thử sức khỏe luôn. À. Anh chàng ghế đỏ nói ở bên đây vẽ trái tim hoài luôn á rồi. Tiên hoài luôn mà không biết sao giờ. Tâm sự đi nè, cô bé này em cao nhiêu? Dạ 1m57. 1m57 nha bạn ơi. Bữa nay 1m7 là ngon rồi. Đó là thấp nè. Bây giờ tâm sự chuyện tình yêu em như thế nào? Dạ em có 3 mối tình. Cái mà để cho em sâu đậm nhất là mối tình thứ 2. Còn cái mối tình mà em ghim nhất là mối tình thứ 3. Đâu tâm sự nghe chơi mối tình thứ 2 và thứ 3 nghe đi. Dạ mối tình thứ 2 của em là hai tụi em làm chung chỗ nên kiểu như mọi người gán ghép với nhau á, bạn nó cũng quan tâm em nhiều quá, xong rồi em bị mưa dầm thấm lâu á anh, nên em cảm động. Cua cẩm em dạ, nhiều quá rồi thấy siêu lòng. Dạ nhưng mà sau trong vòng 2 tháng, xong rồi đợt dịch đầu tiên á, xong rồi em về quê, bạn đó trên đây thì kiểu như tình cảm bị xa cách, xong rồi lên cái hai đứa cứ vậy chia tay. Và mối tình em ghim là cái mối tình nào? Là mối tình gần đây nhất, 11 tháng. Dạ. Lâu hơn đúng không? Dạ. Chia tay gì là do bạn đó hơi vô tâm với em á anh. Suy nghĩ của bạn đó lúc nào cũng xem em như là một đứa con nít á. Em nói ra cái vấn đề gì thì bạn đó cứ nghĩ em là cái chuyện này không quan trọng. Vấn đề bạn ấy nó quan trọng hơn. Dạ đúng rồi. Nên như vậy như ông cụ non vậy không? Dạ đúng rồi. Với lại là bạn đó quên ngày sinh nhật của em. Trời ơi. Ở đây não cá vàng lắm, chắc mấy ngày đó cũng không nhớ không đâu. Có đâu chị. Mà lúc mà sinh bạn ấy bạn quên là em nhớ mà. Lúc bạn ấy quên ngày sinh nhật của em thì lúc đó thái độ em như thế nào? Em không có nói là cho bạn đó biết luôn. Không nói luôn. Dạ xong rồi bạn bè của em chúc mừng sinh nhật của em thì bạn đó mới thấy. Xong bạn đó vô chúc cái em cũng gì đó, xong rồi tình cảm của em kiểu như là mình bị xuống á, bị hụt hẫng á. Buồn rồi buồn xong lắm. Chia tay luôn. Dạ xong chia tay luôn. Cái cô bé ở bển đang nói chuyện mà tôi nghe có một cái âm thanh gì đó. Cái gì? Mà lỗ tai tôi thính để sợ. Tôi lắng nghe thằng nhỏ ngồi kế bên tôi nó hát. Ở bên kia nói chuyện mà bên đây nó là ghế màu đỏ hả? Ồ nãy bên kia nói bên đây dễ trái tim. Kiểu như hưng phấn cái gì trong người á mà ngậm miệng lại, nhưng mà tiếng nó ra từ trong cuốn họng á, tôi nghe được bộ tiếng hát ra từ trái tim. Ồ bữa nay tin quá trời luôn, toàn bốn bạn tin. Bây giờ nè, mẫu người đàn ông lý tưởng phải cao hơn em, không có gia trưởng, không có kỳ bò tính toán, với lại là ít nói một xíu. Tại vì em cũng hơi nói nhiều nên nếu mà hai đứa nói thì không đứa nào nghe. Nên em ở đây anh không có nói nhưng mà anh chỉ hát không à. Phóng anh có thừa tại vì anh có tiền rủng rỉnh ở trong ngân hàng để mua kem. À, được chưa? Dạ. Cao to luôn, có thể ẩm em lên chút xíu nữa nếu như em bấm nút chọn. Đó. Ngon lành quá. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân ở dưới đi nè. Hello em gái, hôm nay em đi theo ủng hộ ai? Em xin chào anh Hứa Bình Đẹp và chị Cát Tường. Và em là bạn của bạn gái ngồi ghế xanh. Theo em nhận xét thì bạn em
có tính rất là tự độc lập về kinh tế của mình. Bạn ấy cần một người bạn nam lo cho bạn nó nhiều hơn, lo lắng, chăm sóc. Theo như em nghĩ rằng là bạn Khang ngồi ở ghế xanh hay là bạn Vũ ngồi ở ghế đỏ thì ai sẽ là cái người phù hợp với bạn của em hơn? Dạ, em thấy bạn ngồi ghế đỏ hợp với bạn Trinh hơn. Tại vì theo cách bạn ấy nói thì em cảm thấy hợp. Rồi, chị cảm ơn em. Rồi, mời em trai. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt. Em là bạn của bạn Khang. Thì nói chung cái gu chọn bồ anh nó hơi khác người, anh không biết tư vấn sao luôn. Không, nhưng mà mình phải quan tâm chứ, như là không, không, mấy giờ anh có ý kiến này, em kiếm đồng tiền em búng lên đi. Mặt ngửa em chọn ghế xanh, mặt sắp em chọn ghế đỏ. Trời ơi, cái tình yêu mà làm như cờ bạc gì có đồng tiền. Không, mình đùa thôi, quan trọng là chút kéo cửa ra em thấy em hợp với ai, cảm xúc với anh thì em chọn thôi. Thì nếu mà hỏi riêng với anh đó, thì anh chọn áo đen. Chọn áo đen là ngồi ghế màu nào? Bạn á ngồi ghế màu xanh. Hỏi với anh đen. Anh chỉ là cô ngồi ghế màu xanh. Còn anh không biết thì ý anh sao, thì ý riêng của anh là vậy á. Em có cái linh cảm là bạn ngồi ghế màu đỏ có một cái diện mạo như thế nào, nghe qua cái giọng nói đó. Dạ em nghĩ phần nó sẽ là cao, hơi cao. Đôi con một xíu. Còn em có hình dung hai bạn nó như thế nào không? Theo em nghĩ thì chắc hai bạn sẽ kiểu trẻ. Và thường người trẻ thì sẽ biết chăm sóc bản thân, kiểu biết mặc đồ, chăm kỹ da chẳng hạn, đại loại vậy. Em nghĩ mấy bạn sẽ kiểu ưa nhìn. Và theo giới thiệu thì hai bạn đó khá là cao. Hai cô gái của chúng ta rất là nhỏ nhắn xinh xắn ha. Xinh xắn. Thôi được rồi, cho người ta chọn đi ông ơi. Rồi, mở cửa trái tim. Đứng lên biểu diễn body nè. Hai anh đi. Cho mình có hai món quà nhỏ mình muốn tặng. Trời, đúng là mấy bạn trẻ. Dạ em cảm ơn. Chưa kịp khép rồi. Tặng quà liên liền. Mình có thể vui quà mình coi là mấy ảnh tặng cái gì vậy tụi em. À tặng quà hả? Rồi tặng đi, em muốn tặng em tặng cứ đi. Tặng đi, cứ tặng nhau. Đó. Giàu sáng. Cảm ơn bạn. Dạ em. Ủa sao ngộ hả mấy bạn này tặng ngược hết trơn ha. Bạn ghế đỏ thì tặng bạn ghế xanh, bạn ghế xanh thì tặng bạn ghế đỏ. Chà, bây giờ sao ta? Giờ từng bạn một nè. Rồi dạ. bây giờ rối hết trơn. Các bạn làm rối hết trơn, tại sao tặng quà chéo nhau? Hỏi hai cô gái trước, hỏi lý do tại sao em gái thấy ghế đỏ, tại sao em lại tặng quà cho bạn ở ghế xanh? Dạ, tại vì từ lúc nãy giờ em bị ấn tượng với giọng nói của bạn đó. Rung rung quá hả? Cái giọng bạn ấy rung rung quá. Dạ, em tên là Huỳnh Minh Khang, hiện tại là em 21 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh và làm bartender một quán bar ở quận Nhất. Thôi không giữ vậy cơ. Nó rung hơi chưa. Nó rung quá hả? Dạ. Với lại micro bạn ấy bị hư quá. Rồi còn em gái ở ghế xanh, tại sao em lại tặng cuốn sách cho bạn ngồi ghế đỏ? Dạ tại vì bộ đồ. Vô tình trùng hợp. Nhau hả? Tất vô tình cả trùng mọi hợp. Thứ đều có lý do. Bởi vậy nhiều khi cái anh ngồi dưới anh kêu thảy đồng xu nó cũng có thể đúng lắm đó chứ. Không có cái gì đó, cái nhân duyên mà ha. Cái em cảm nhận thì cái áo của bạn ngồi ghế xanh cũng không có mạnh mẽ lắm nhưng mà được chấp nhận. Chấp nhận đúng không? Rồi, ổn đúng không? Mình dạ nhận. Anh biết được là bạn ấy đã có thể điều khiển được khối lượng của người phụ nữ đó. Nhưng mà chưa điều khiển được chiều cao nha. Rồi bây giờ hỏi hai chàng trai nè. Cảm nhận đầu tiên khi mở cánh cửa này ra thì thấy hai bạn gái như thế nào? Theo cá nhân em thì em thấy hai bạn đều rất là đẹp, dễ thương. Giọng nói cũng hay. Nãy giờ có sao xuyến, có ba rung động gì với ai trong lòng chưa? Có, mà nói kỳ lắm. Nói kỳ lắm. Sao mà làm gì với bê đê vậy? Lên coi. Thì cũng có. Cũng có không? Dạ. Nhắm ẩm nổi không? Được trời. Này, được chưa? Được. Còn em? Còn em? Cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy là hai bạn đều rất là xinh. Mỗi bạn có điểm xinh khác nhau. Có rung động với ai chưa? Có điểm xinh khác nhau. Có luôn. Nhưng mà không nên nói ra. Bây giờ đúng rồi. Không giờ mình nói về cái trực diện mình thôi. Đã bạn ngồi ghế màu xanh có điểm xinh gì nè? Điểm xinh về mảng mà cá tính. Cá tính. Dạ. Còn bạn ngồi ghế màu đỏ có điểm xinh gì nè? Nhẹ nhàng. Bây giờ hai bạn nữ thì sao? Coi quà đi, bia quà đi bên đó. Quà đi. Hả? Ừ. Cái này là quà của ai à? Dạ. Của bạn màu xanh. Dạ của các bạn. Ghế đỏ. Bạn ghế đỏ tặng cho em á hả? Ờ, dạ. Là gì vậy? Wow. Là gì vậy? Son. Hình như là son. Nói chung người ta hình như là son hay sao? Người ta có tiền trong tài khoản á, cái quà tặng người ta phong cách. Cái quà tiền son màu hồng. Nhưng mà hai món quà khác nhau nha. Dạ.
Cái này là cái gì vậy? Là mình để vậy hả? Mình treo anh. Đeo lên. Quà của người ta mà lạnh không à. Quà của anh này mà tự nhiên ngồi thông minh. Đeo lên dạ. Nè. Ủa cái này là gì, nó bị dính gì hả ta? Đâu em hãy nói về món quà của em ý nghĩa như thế nào chứ, anh đâu biết. Tại em thấy nó dễ thương, bạn nữ thì thích cái đó anh. Cái đó là phải son. Rồi còn bên đây món quà gì? Dạ, của bạn ghế xanh là cái son. Còn cái son. Còn bạn bên ghế đỏ là. Căng quá vậy, em cứ đi, quà của em mà. Đây anh mở ra cho như anh biết nè. À, dạ dạ. Wow. Trời ơi, cái này anh rành lắm. Ôi trời. Dạ không sao. Dạ đây là phấn mắt. À, phấn mắt. Của bạn ngồi ghế đỏ thẳng. Dạ. Hiểu tâm lý phụ nữ quá. Cái món quà, cái cây đó là ý nghĩa em tặng bạn đó là cái gì vậy? Tại vì em thích xương rồng á anh. Kiểu như là nó mạnh mẽ, kiểu như là nó sống trong mọi môi trường đều được. Nên em thích cái sự mạnh mẽ của cây xương rồng. Em muốn là gửi sự mạnh mẽ của mình. Dạ, cho bạn đó chăm sóc. Dữ là cho bạn đó săn sóc mới ghê chứ. Gửi sự mạnh mẽ của mình cho bạn chăm sóc. Rồi còn cái bạn này, hai người mặc áo đen tặng cho nhau sách gì vậy? Ghê lắm, giải mã ma trận vũ trụ. Dạ cuốn đó là cuốn luật tâm thức à. Tại vì em thấy cuốn đó hay và tại vì em cũng thích đọc sách đó à, cho nên là em tặng mong là bạn đó đọc được, bạn đó sẽ tìm được cái nhiều thứ mới mẻ và hay hơn. Đã lại vậy. Nó nói về vũ trụ hay nói về cơ thể con người? Dạ nói về con người, về góc nhìn đa chiều. Wow. Có cái nào đọc sách không Cương? Dạ em toàn đọc tiểu thuyết. Bên đọc tiểu thuyết ngôn tình, bên đọc về vũ trụ, hai đứa học dễ sợ. Rồi, chúng ta sẽ trò chuyện bây giờ mình, cái chủ đề của mình là sẽ là cái tình phí nha. Nhưng mà bây giờ mình nếu như yêu nhau thì theo như tụi em nghĩ à, nếu mình hẹn hò nhau đi chơi thì cái tiền bạc cà phê hẹn hò ăn uống đi chơi đi du lịch thì ai sẽ là người thanh toán? Đó. Đây, người phụ nữ rất là rạch ròi vấn đề tiền bạc. Em sẽ kiểu như là không nói thẳng với bạn đó. Tại vì em biết là con trai nó sẽ có một cái phần nào thể hiện cái trong lòng của mấy bạn đó. Dạ đúng rồi. Kiểu như là em sẽ trả những cái món quà, những cái món cái phí mà lặt vặt á anh. À. Hoặc là em sẽ hẹn một kiểu như ly chơi ở cái cuộc khác thì em sẽ lá khao là bạn đó. Còn em á thì thường em thích tặng những món quà nhỏ nhỏ. Cho nên là thường về việc ăn uống hoặc là đi chơi thì thường em sẽ để cho bạn nam chủ động trả. Và em thường sẽ trả những món quà nhỏ hoặc là những cái như bạn nữ bên ghế đỏ thì là những cái cuộc hẹn nhỏ hơn một chút, đại loại vậy. Và thì em cũng có lý do khi mà em thích những bạn độc lập tài chính á. Thì khi mà độc lập tài chính á thì khi em quen bạn đó em sẽ thoải mái hơn. Và khi mà bạn đó có lo lắng cho em hoặc là chăm sóc cho em thì em sẽ đây là tiền mà đó làm ra. Và em là bạn gái em xứng đáng em nhận được. Và em là bạn gái em xứng đáng em nhận được. Rồi, hai bạn trai, em. Dạ, nếu mà khi mà đi chơi một cuộc hẹn nào đó em sẽ là người trả tiền. Nói chung là đi chơi là em trả tiền. Dạ đúng rồi. Rồi, còn em thì sao? Dạ, thì em nghĩ là cái cuộc hẹn đó mà mình hẹn với nhau thì em cũng chủ động trả tiền. Vì em là người hẹn người ta, với lại em nghĩ là bạn nam thì cũng nên trả cho cái bữa mà hẹn hò của mình. Dạ, còn nếu như mà trong những cái cuộc hẹn đi chơi xa, ví dụ thì nếu bạn nữ có cái ý định mà muốn chia sẻ phần nào đó, kiểu là như một bữa ăn hoặc là cái gì đó thì bạn nữ có thể góp vô, còn không thì em vẫn sẵn sàng cái tâm lý là em sẽ trả. Hỏi ra để cho các bạn chia sẻ đi, các bạn tự nhận xét về nhau, tự hiểu về nhau xem mình có thể phù hợp với ai. Rồi một chủ đề nữa nha, bây giờ chị hỏi bạn gái ở ghế đỏ trước nè, em suy nghĩ như thế nào nếu như mà mình đang yêu một ai đó, bỗng một ngày mình đi làm, đi trên đường đến công ty gì đó, mình thấy một anh chàng khác, mình say nắng anh chàng đó, thì em sẽ xử lý ra sao? Khi mà yêu ai đó thì em sẽ có một vị trí cho cái người đó trong trái tim của mình. Nếu mà em có lỡ thấy cái người nào đó mà kiểu như ngon hơn hay gì đó thì em cũng sẽ em sẽ tự nhủ lòng là đó chỉ là cảm nắng thôi, em tự biết được. Em kiểu như là em phân ra rõ ràng là cái đó là cảm nắng hay là cái người mà đồng hành với mình từ đó giờ mới là người bạn trai của mình, chứ không phải là cái người mình chỉ thoáng qua thôi. Em gái màu xanh, ghế xanh. Xác định mối quan hệ yêu đương luôn thì em thường em sẽ xem người bạn trai là người phù hợp nhất. Tại vì theo quan điểm của em là không phải tốt nhất nhưng phải là phù hợp nhất. Cho mình hỏi là thí dụ mà bạn trai làm quán bar đi, bạn nghĩ cảm giác như nào khi mà bạn trai mình tiếp xúc rất là nhiều nữ và khi mà uống bia với khách thì lúc đó là bạn có cấm cản là tiếp xúc với nữ nhiều không? Nếu như là em là có bạn trai làm trong quán bar thì em sẽ tin tưởng bạn đó, nhưng mà ở một cái mức nào đó thôi. Ví dụ như là bạn đó quen em thì ít nhất bạn đó cũng sẽ để mối quan hệ của em trên Facebook là đang hẹn hò gì đó. Còn nếu như mà lỡ mà bạn đó kiểu như sa ngã
em muốn nghe lời giải thích của bạn đó. Anh giải thích thì em cho anh 3 phút để anh giải thích. Anh có 3 phút để anh nói lên cái những cái gì có đó của mình. Có cơ hội trước toàn. Dạ. Em lúc nào cũng luôn cho người khác cái cơ hội là để giải thích cho mình, nhưng mà phải thuyết phục em được nha. Còn nếu như mà lý do mà công việc anh này kia hay là lấy cái lý do mà em không hợp lý thì thôi em sẽ không nói nữa. Ừ. Rồi, em trong cái môi trường quán bar thì mấy bạn có chịu được cái việc mà bạn trai không thể mà cứ kiểu mà mình xin ốp liên tục mà mình đi chơi với nhau nhiều quá, kiểu chỉ là lâu lâu một tháng có thể là một hai lần thôi chứ không được nhiều, mấy bạn có chấp nhận được cái việc đó không? Dạ được, tại vì em cũng là đi làm rồi nên em hiểu cái cảm giác mà đi làm thì xin nghỉ là một ngày rất là khó, nên là việc mà bạn trai mình nó phải xin nghỉ rồi nó đi, bạn nó đi với mình á thì khó khăn cho bạn đó dữ lắm, nên em thông cảm được. Chỉ còn là một tháng, hai tháng gì hai đứa một chuyến đi xa thì em cũng chấp nhận được. Trả lời câu hỏi của bạn ghế xanh trước. Thì là quan điểm của em á, là em thường là một người khá là tự tin về mình. Em nghĩ là khi mà hai người yêu nhau thì phải có sự tin tưởng với nhau, và em nghĩ là khi một bạn nam thích em hoặc là quen em thì em cũng có một cái giá trị hoặc là có một cái ý nghĩa nhất định, cho nên là em thường là sẽ tin tưởng, và kiểu em cũng thích đi bar uống rượu á, cho nên em sẽ ghé quán bar bạn trai em uống, đã lại vậy vui mà. Cho nên là em sẽ khá là tin tưởng. Còn câu hỏi của anh ghế đỏ thì bản thân em cũng là người khá là bận rộn, cho nên một tuần hoặc là một tháng up một hai lần cũng ok. Nhưng mà quan trọng là em cần được biết lịch trình của bạn trai em. Ok. Bây giờ anh hỏi hai em nè. Tại vì công việc của em là biết rồi, là bị giới hạn. Nhưng mà cái địa điểm của em thì lúc nào bạn gái của em cũng đều biết hết. Thì em có ngại khi mà mình đang làm việc thì bạn gái tới chơi không? Dạ em thấy bình thường. Bình thường. Dạ em còn welcome nữa. Welcome luôn. Dạ. Tới nhớ bo cho em được rồi. Dạ không, chỉ cần giữ khoảng cách với các bạn nam khác là được rồi. Việc mà mấy bạn nữ tới cái quán của em làm ngồi thì em cũng thấy bình thường, không có việc gì hết. Kiểu người ta tới với em thì em còn vui nữa. Dạ thì em cũng không cần mấy bạn, mà kiểu mình tự biết giữ bản thân là được. Còn nếu mà mấy bạn mà trong cái tình trạng mà có thể mấy bạn bị say thì có thể em cũng sẽ, nếu mà thấy có ai có cái ý định tiến tới thì em sẽ ngăn lại. Bây giờ mình là ông thanh niên, mình chủ động đi. Các chàng trai có thể là tiến tới và có thể là xin nắm tay một cô gái mà mình thích hoặc hai cô gái luôn, để đo cái cảm xúc trong người của mình và muốn nói một điều gì đó với các cô ấy trước khi mà chúng ta bắt đầu. Cho mình xin nắm tay một cái đi. Kỳ quá. Nhìn đâu mình rồi. Nếu nó không có giống. Đâu em đứng dậy, đứng dậy luôn, em đứng dậy luôn. Rồi, nắm tay. Rồi không nói gì luôn. Em xin cho mình nắm tay một cái. Trời ơi. Trời ơi, mấy đứa trẻ này nó. Rồi thôi về đi. Dạ, thôi về đi. Thế mà này qua. Thử gì thử ra không nội. À, cho phép mình nắm tay bạn xuống nha. Rồi. Tay bạn ấm quá. Rồi, có nói gì không? Thả tính gì, thả tính thôi nha. Qua chương trình này là cho mình cơ hội để hai người tìm hiểu nhau. Dạ. Mình cũng mong vậy. Kính thưa quý vị, bây giờ là lúc chúng ta phải đưa ra quyết định của mình. Bên hông cái ghế của các bạn có hai cái nút bấm, mà một nút màu đỏ, một nút màu xanh, sẽ tương ứng với vị trí ngồi của đối phương. Mình thích bạn nào thì mình sẽ bấm vào cái nút vào màu ghế đó. Và bây giờ các bạn trẻ của tôi ơi, hãy đặt tay lên nút bấm đi nào. Hướng mặt về trước, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại để làm gì? Nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảng khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1. Thích một bạn nam không cần quá đẹp trai, không cần hot boy như vậy đâu. Em chỉ cần một bạn kiểu ưa nhìn nhưng mà phải là tinh tế một chút với tự tế. Không có gia trưởng, không có kỳ bò tính toán, chỉ là ít nói một xíu. Em thích mấy bạn bánh bèo xíu, không cần quá mạnh mẽ đâu. Dạ, tại em bao bọc người ta được. Có biết nấu ăn cũng được, mập cũng được. Tại vì em có thể làm cho bạn có thể bạn ấy giảm cân được. Dạ, đúng rồi. Bấm. Tất cả đã đưa ra quyết định của mình chưa ạ? Hết thời gian. Và các bạn có thể nhìn thấy. Ồ.
vào ngày hôm nay. Em bấm lộn anh. Đúng rồi. Rồi em bấm gì nhiều quá vậy? Bây giờ hai màu luôn rồi. Cái gì? Em bây giờ em phải dùng màu gì? Màu đỏ hay là màu xanh? Bây giờ em đừng có nhìn ghế bên đây. Bây giờ vấn đề chị hỏi em là vậy, em đúng không? Anh màu xanh hay đỏ? Anh áo. Không có áo, ghế xanh hay là ghế đỏ? Ở đó da bèo đúng không? Rồi, quyết định. Người ta chưa trả lời, ông đừng trả lời giùm người ta. Em muốn chọn anh ghế màu xanh hay ghế màu đỏ? Cái anh mà áo đen. Cái anh áo đen là cái anh đen, ghế đỏ. Đỏ. Rồi bấm nút đỏ. Bấm nút đỏ. Trời đất ơi, cái gì có hai cái nút bấm mà cô không quản lý được hả cô? Ui, đâu ra đó đàng hoàng hả? Bậy bạ được. Tay công trắng tay lại về không. Hả? Tăng ta lăng tăng tăng tăng. Chúng ta có thể đi dạo một vòng mà ngắm xem. Em sẽ xin luận. Anh da béo. Dạ. Anh da béo. Dạ. Thì đã hướng tới cô gái ghế màu đỏ này. Và cô gái màu đỏ này đã hướng tới anh ghế đỏ này. Cái mặt quá đạt. Và anh ghế đỏ này hướng tới cái cô áo xanh này. Và cô nguyên xanh nhân này đầu không đuôi, bấm đầu gì nghe hết. Muốn nhỏ là từ em hết. Tại không sao? Bấm gì cả. Tại sao em không chọn ai hết? Em nghĩ là... À. Em nghĩ là cần thời gian tìm hiểu thêm, em hơi chậm một tí. Thật ra là hôm nay chị cho tụi em trò chuyện là hơi dài hơn những cặp người lớn khác rồi đó. Còn em thì sao? Sao rối vậy? Giờ xác định rõ nãy giờ bấm lộn hay bấm đúng? Em... từ từ để em... từ từ là... để em suy nghĩ đây, nãy giờ vẫn chưa hiểu rõ vấn đề luôn hả? Là sao? Là em bấm cái ghế hay là em... bấm cái người ngồi trên cái ghế á. Bây giờ giật này đúng không? Anh đó là thích anh đó thì bấm đúng rồi. Dạ, anh ngồi ghế đỏ thì em bấm nút màu đỏ là đúng rồi. Chứ em bấm từ lưa vậy em muốn hai anh lượt. Dạ, anh không. À rồi bây giờ anh không chịu bấm em là em cảm thấy như thế nào? Em bình thường. Sao kỳ vậy? Mình thích người ta không thích mình mà mình bình thường. Nếu không thích được thì mình hãy làm bạn. À, à. Bây giờ em ổn chưa? Dạ ổn. Không sao. Rồi mình còn trẻ mà. Dạ. Rồi thôi mời bốn em sao? Đứng lên vui. Những bạn trẻ chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Kính thưa quý vị, mặc dù là hôm nay là bốn bạn nó tréo nghe tréo ngoảy một chút xíu, không ai bấm được chọn ai và coi như ông mai bà mối là thất bại toàn tập, nhưng mà thôi cũng vui bởi vì thật ra cơ hội của các bạn sẽ còn rất nhiều. Hôm nay khi chương trình này phát lên, biết đâu có rất nhiều chàng trai trai xinh gái đẹp sẽ gửi yêu cầu về chương trình hoặc là sẽ tự động kết nối với các bạn. Dạ. Bốn bạn ngang tuổi với nhau, nhiều cơ hội như nhau, chúc cho các bạn sức khỏe thành công trong cái sự nghiệp của mình nha. Dạ. Để cho bạn nào cũng có tài khoản rủng rỉnh tiền ha. Dạ. Và ngay bây giờ thì Cát Tường xin tặng cho mỗi bạn là một phần sản phẩm cốt súp heo của công ty Quốc Việt Food, được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho các món ăn của mình thơm ngon hơn, tròn vị hơn và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Và đây là sản phẩm không có chứa MSG và không dùng chất bảo quản. Xin gửi tặng cho đây, các bạn. Đây, tặng cho bạn. Đây. Dạ, cảm ơn anh ạ. Và đối với các bạn, những cặp đôi thất bại, đừng lo. Chương trình cũng dành tặng cho các bạn phần quà, đó là gói Premium của ứng dụng mang tên Speak Couple. Một ứng dụng hẹn hò với môi trường an toàn, nghiêm túc, thân thiện, sẽ ra mắt vào dịp Valentine, giúp các bạn độc thân tìm được một nửa của mình. Và trong ứng dụng này thì các bạn sẽ được tư vấn bởi ông mai bà mối duyên dáng nha. Và cảm ơn ứng dụng hẹn hò và giữ lửa tình yêu Speak Couple đã đồng hành cùng với chương trình. Các bạn hãy đón chờ ứng dụng an toàn, văn minh, thân thiện này để tìm kiếm một nửa yêu thương của mình nha. Và cách đăng ký tham gia chương trình cũng rất là đơn giản. Đăng ký ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng NetLove. Hãy truy cập ứng dụng NetLove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất. Quý vị khán giả thân mến, hãy nhớ chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 21:15 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube MTV Media. Và bây giờ Cát Tường và Hứa Minh Đạt xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.